Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 69. Kiếm vào vỏ kiếm cổ, Dương Diệp lại chợt rút kiếm ra. Kiếm vỡ, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Vù. Ngoại trừ Khổng Liếm cường giả cảnh giới hoàng giả kia, bốn gã đệ tử áo bào trắng thanh đạo môn đều bị một kiếm phân thây thành hai nửa. Giờ phút này, mọi người thấy đầu trống rỗng, Khổng Liếm cũng vậy. Ở trong mắt nàng đầy vẻ khó tin. Lúc này trong lòng đệ tử của Cổ Kiếm Trai cũng rất chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp sẽ khủng khiếp như vậy. Ông trời ơi, những người này đều là đệ tử áo bào trắng của thanh đạo môn. Dương Diệp lại giết giống như hái rau vậy. Mà đến lúc này, xung quanh còn có rất nhiều người vẫn chưa tin được cảnh tượng trước mặt là sự thật. Yên lặng, sự yên lặng chết chóc. Ta thừa nhận, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi một cách nghiêm trọng. Lúc này, một giọng nói trầm thấp từ phía chân trời truyền đến, trong giọng nói lộ ra sát ý, nhưng phần nhiều là kinh ngạc. Dương Diệp bật cười, sau đó cúi đầu nhìn về phía Man Bá. Lúc này, Man Bá đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Hắn không phải không muốn động, nhưng căn bản không nhúc nhích được, Dương Diệp chân đạp ở bụng của hắn giống như một ngọn núi lớn vậy, làm cho hắn sắp ngạt thở rồi. Ta là một người hẹp hòi, trong mắt không chứa được một hạt cát. Dương Diệp mắt nhìn xuống Man Bá. Những lời ngươi nói lúc trước làm cho ta cảm thấy rất khó chịu, cho nên, ta quyết định làm cho ngươi cảm thấy chết cũng là một hy vọng xa vời. Dương Diệp vừa dứt lời, trường kiếm đâm tới, cắm vào trong miệng của Man Bá và nhẹ nhàng khuấy động, đầu lưỡi của Man Bá lập tức hóa thành từng miếng thịt vụn. Cùng lúc đó, chân phải của hắn đột nhiên dùng sức, bụng Man Bá lập tức truyền đến một tiếng động khẽ. Cha cha, phá đan điền để đề phòng Man Bá tự sát. Ngươi thật lớn mật. Phía chân trời truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ, tiếp theo có một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, lại muốn chộp nát Dương Diệp nghiền nát. Mà lúc này, một đường kiếm khí đột nhiên bắn nhanh ra từ phía chân trời, tốc độ của kiếm khí rất nhanh, lập tức chém trên bàn tay khổng lồ kia làm nó chấn động mạnh và vội vàng rụt lại. Nam Cung Thiên, một tiếng nói trầm và ẩn chứa sát ý cuồng bạo vang lên. Khánh Vô Cực. Ngươi làm tiền bối lại muốn nhúng tay chuyện giữa đám tiểu bối, khó tránh khỏi quá mất mặt rồi. Tiếng nói này vừa dứt, một lão già mặc áo choàng dài với hai màu xanh, trắng giao nhau xuất hiện ở trên không trung. Cùng lúc đó, đối diện hắn cũng xuất hiện một lão già mặc trường bào màu xám, toàn thân bị áo bào che khuất, không nhìn thấy rõ diện mạo. Nam Cung Thiên, xem ra Cổ Kiếm Trai ngươi muốn ra tay với thanh đạo môn ta sao? Người áo bào màu xám trầm giọng nói. Ngươi nói quá nghiêm trọng rồi. Nam Cung Thiên khẽ nói. Trao đổi giữa đám tiểu bối với nhau, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trước đây Man Bá của thanh đạo môn ngươi đã từng giết qua không ít đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta, nhưng Cổ Kiếm Trai ta cũng có nói gì đâu. Trong cùng cấp bị giết chết là do tài nghệ không bằng người, đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta chết ở trên tay hắn chính là do học nghệ không tinh. Mà bây giờ, đệ tử thanh đạo môn ngươi thua ở trong tay của đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta. Ngươi làm trưởng bối lại muốn ra tay, không phải thật sự rất mất mặt sao? Nói đến đây, Nam Cung Thiên chỉ vào Dương Diệp phía dưới, nói. Hôm nay ta nói rõ một câu, chỉ cần có đệ tử cùng cấp của thanh đạo môn ngươi có thể giết hắn, muốn giết thế nào cũng được. Cổ Kiếm Trai ta không nói thêm một câu, nhưng nếu như thanh đạo môn ngươi không biết xấu hổ mà muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, đương nhiên Cổ Kiếm Trai ta có khả năng không bảo vệ nổi hắn. Nhưng bảo đảm sau này thanh đạo môn ngươi có một thiên tài ra ngoài, Cổ Kiếm Trai ta giết một người, ra hai người, Cổ Kiếm Trai ta giết cả hai. Cổ Kiếm Trai không thể có tình cảm quá sâu nặng với Dương Diệp, nhưng lúc này Dương Diệp tuyệt đối không thể chết do thanh đạo môn ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu không sẽ làm lạnh tâm rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Trai, cũng chẳng khác nào để cho Cổ Kiếm Trai tổn thất một thiên tài kiếm đạo siêu cấp, còn sẽ làm Cổ Kiếm Trai trở thành trò cười của Thanh Châu. Có thể nói, sống hay chết của Dương Diệp không chỉ liên quan đến mặt mũi của thanh đạo môn, cũng liên quan đến mặt mũi của Cổ Kiếm Trai. Nam tử áo bào màu xám im lặng, mà lúc này, Dương Diệp lại di chuyển, chỉ thấy hắn kéo Man Bá nửa chết nửa sống đi từng bước một về phía trước. Đột nhiên, hắn ngừng lại, sau đó nhìn về phía Ngô Nham Trung. Nói, vẫn mong sư huynh giúp ta mang thi thể của bốn đệ tử của thanh đạo môn theo. Ngô Nham Trung liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó khẽ gật đầu. Cứ như vậy,
đám người Ngô Nham chung một người kéo một thi thể đi theo Dương Diệp. Làm càn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người áo bào màu xám phía chân trời giận dữ. Mà lúc này, một đường kiếm khí cắt qua chân trời, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khánh huynh, chúng ta đã lâu không so tài, hôm nay khó gặp được một lần, vậy chúng ta dứt khoát so tài một lần đi. Nam Cung Thiên vừa dứt lời, không trung xuất hiện kiếm khí khắp bầu trời. Phía chân trời, hai vị cường giả siêu cấp đại chiến, Dương Diệp không hề dừng bước, vẫn kéo Man Bá đi từng bước về phía trước mặt. Man Bá nhìn Dương Diệp đầy oán độc, hắn muốn cử động, nhưng đã không cử động được. Bởi vì kinh mạch ở hai tay, hai chân hắn đã bị Dương Diệp phế bỏ, thậm chí hắn muốn tự sát cũng không thể tự sát được. Một đường đi có vô số người đi theo, tất cả mọi người tò mò, không biết Dương Diệp rốt cuộc muốn làm gì. Dần dần, mọi người đã phát hiện Dương Diệp định đi đâu. Bởi vì hướng đó chính là Thành Minh Vũ Thành. Đúng lúc này, Khổng Liễm được gọi là tử thần đứng ở trước mặt đám người Dương Diệp. Khổng Liễm không nói gì, liềm đao màu đen trong tay nàng điên cuồng xoay tròn, từng khí thế khủng khiếp bắn ra khỏi cơ thể nàng, làm không gian bị kích động dâng lên từng đợt chấn động. Khổng Liễm chậm rãi giơ liềm đao lên, chỉ thẳng vào Dương Diệp. Ngươi rất mạnh, ta nhìn ra được lúc trước ngươi tuyệt đối chưa lấy ra hết thực lực thật sự. Ta rất tò mò, ngươi là một cảnh giới tôn giả rốt cuộc mạnh tới mức nào. Lúc này, Ngô Nham Trung đi tới trước mặt Dương Diệp, một thanh kiếm sắt đã xuất hiện ở trên tay hắn. Khổng Liễm, ỷ lớn hiếp nhỏ không tính là bản lĩnh gì cả. Ngươi không phải muốn biết thêm về ngu kiếm của ta sao? Bây giờ thử một chút đi. Ngô Nham Trung vừa dứt lời, cũng không đợi Khổng Liễm từ chối, kiếm sắt trong tay đã đâm tới. Một kiếm này nhìn rất bình thường, đặc biệt bình thường, giống như ăn cơm hay đi lại vậy, không có chỗ nào kỳ lạ cả. Nhưng chính là một kiếm này lại làm cho Khổng Liễm biến sắc. Kiếm pháp không tệ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó kéo Man Bá tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại và nhìn về phía Khổng Liễm đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt cùng Ngô Nham Trung, nói. Nếu ngươi không chết, ta có thể cho người xem thử. Nói xong, Dương Diệp xoay người tiếp tục đi về phía cửa thành. Sau lưng hắn, đệ tử của cổ kiếm trai vội vàng đỡ thi thể người áo bào trắng bị Ngô Nham Trung tha lại dưới đất và theo sau. Làm càn, lại dám sỉ nhục thanh đạo môn ta. Đúng lúc này, một nam tử áo bào màu trắng từ phía xa lao đến. Nhưng hắn còn chưa đi tới trước mặt Dương Diệp đã bị một đường kiếm quang trực tiếp phân thây thành hai nửa. Dương Diệp. Phạm Mộng bỗng nhiên quá khiếp sợ, vội vàng đi tới bên cạnh Dương Diệp. Bởi vì lúc này khóe miệng của Dương Diệp tự nhiên tràn ra máu tươi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không cần phải lo lắng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, nhớ thu hết tất cả nhẫn chứa đồ của những người đã chết, đó đều là bảo bối đấy. Ngươi thật sự không có việc gì chứ? Phạm Mộng cũng sắp khóc, bởi vì nhìn Dương Diệp thế nào cũng không giống như không sao. Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó nhìn về phía một đệ tử của cổ kiếm trai, nói. Vị bằng hữu này, kéo như thế khó tránh khỏi quá phiền toái đi. Ngươi tìm sợi dây sâu thi thể của bọn họ lại với nhau, chẳng phải sẽ bớt việc sao? Ta là Lâm Tiêu. Nam tử kia nói. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Tất nhiên. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Phẩy. Chỉ trong giây lát. Ngoại trừ Man Bá ra, năm đệ tử áo bào trắng đã chết của thanh đạo môn đều bị sâu lại với nhau giống như sâu thịt vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người ở đó hoảng hốt. Đây là muốn sỉ nhục thanh đạo môn à? Không cần phải nói, quan hệ giữa thanh đạo môn cùng Dương Diệp nhất định sẽ không cách nào tốt được. Cứ như vậy, Dương Diệp kéo Man Bá đi về phía cửa thành. Sau lưng hắn là đám người Lâm Tiêu kéo một sợi dây. Ở trên sợi dây là thi thể năm đệ tử áo bào trắng của thanh đạo môn. Dương Diệp còn tốt, vẫn bình tĩnh như thế, mà trong lòng bốn người Lâm Tiêu lại rất xúc động. Cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn đã tranh đấu với nhau rất nhiều, hai bên đều từng giết đệ tử của bên kia, cũng từng sỉ nhục đối phương, nhưng sỉ nhục giống như lần này thì vẫn là lần đầu. Lúc này, lo âu trong lòng đám người Lâm Tiêu còn vượt qua kích động cùng hưng phấn. Bởi vì nếu làm không tốt sẽ khiến cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn liều mạng với nhau.
nếu như hai thế lực cấp bạch kim đấu với nhau sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả Thanh Châu. Cổ kiếm trai, các ngươi tự tìm đường chết. Đúng lúc này, trong đám người phía xa vang lên một giọng nói. Tiếp theo, một người bắn nhanh về phía đám người Dương Diệp. Kiếm tới. Dương Diệp vẫy tay một cái, trong đám người đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, thanh kiếm kia hóa thành một đường kiếm quang lao tới trong tay của Dương Diệp. Kiếm được đút vào vỏ và rút ra. Kiếm vỡ, kiếm quang lướt qua, người chết. Cứ như vậy, trên sợi dây lại có thêm một thi thể. Trong đám người, từng đệ tử của Thanh Đạo Môn không ngừng bay ra, trong đó có áo bào trắng, có áo bào đen, cũng có áo bào màu đỏ, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, những người này đều bị sâu chuỗi ở trên sợi dây. Bây giờ, trên sợi dây có ít nhất hơn 40 thi thể. Tất cả là đệ tử của Thanh Đạo Môn. Chẳng bao lâu, đám người Dương Diệp đã đi tới cửa thành. Dương Diệp thả man bá ở trên mặt đất, sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu, nói. Lâm huynh, làm phiền huynh giúp ta chuẩn bị hơn 10 con xích dâm thú tới đây. Lâm Tiêu thoáng biến sắc, hắn liếc nhìn man bá rồi trầm ngâm một lát, nói. Một kiếm giết là được, thật sự không cần phải làm như vậy. Dương Diệp lắc đầu, nói. Như vậy thì có lợi cho hắn quá. Hắn có thể sỉ nhục ta nhiều lắm sẽ dùng một kiếm giết chết. Nhưng kẻ dám sỉ nhục bằng hữu của ta sẽ làm cho hắn muốn chết cũng khó. Trước đó không phải hắn nói muốn sỉ nhục bằng hữu của ta sao? Bây giờ, ta lại muốn hắn phải tự mình nếm thử cảm giác này. Man bá nghe vậy, dù đã hấp hối nhưng trong mắt hắn cuối cùng lộ vẻ hoảng sợ. Lâm Tiêu nhìn Dương Diệp một lát, sau đó khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Dương Diệp đi tới bên cạnh đầu sợi dây đỉnh và thò tay nắm lấy, sau đó tung người nhảy lên trên tường thành, buộc đầu dây ở trên tường thành. Cứ như vậy, một chuỗi thi thể bị treo ở trên tường thành của Minh Vũ Thành. Lúc này, Lâm Tiêu đi tới, hơn nữa còn mang theo hơn 10 con xích dâm thú. Dương Diệp chỉ vào man bá, những con xích dâm thú lập tức gào thét một tiếng và lao về phía man bá. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Không phải Thanh Đạo Môn ngươi muốn chơi sao? Vậy chúng ta sẽ từ từ chơi đùa một chút. Được, ta chơi với ngươi. Từ phía chân trời vọng tới một giọng nói. Cường giả cảnh giới thánh giả. Dứt lời, man phách và hơn 10 xích dâm thú ở xa xa biến mất trong vô thanh vô tức. Chết rồi. Bị một loại lực lượng kỳ dị xóa bỏ, không chỉ chết mà còn thần hồn câu diệt. Cổ kiếm trai đưa ra một đệ tử tốt, có điều trò chơi chính thức bắt. Đầu. Chân trời, thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta chờ các ngươi. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, sau đó xoay người đi tới dưới một dãy thi thể, trường kiếm trong tay vung liên tục, rất nhanh, trên tường thành phía dưới những thi thể nối liền nhau xuất hiện một dòng chữ, Thanh Đạo Môn, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Thu kiếm, Dương Diệp đi tới trước mặt Phạm Mộng, dắt tay Phạm Mộng xoay người đi vào trong thành. Thu được bao nhiêu nạp giới? Dương Diệp hỏi. Hơn 30 cái. Phạm Mộng trả lời. Có bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm? Dương Diệp lại hỏi. Khoảng hơn 20 vạn. Ngươi có lén ăn bớt không đấy? Sao thế được, ta sao có thể làm ra loại chuyện này chứ, ta. Mọi người. Kadehati đám người Dương Diệp trở lại đường phố, Khổng Liễm đã không còn ở đó, chỉ có một mình Ngô Nham Trung. Ngô Nham Trung lúc này đang quỳ một gối dưới đất. Trên người hắn có mấy vết thương sâu đến mức thấy được cả xương. Ngô sư huynh, đám người Lâm Tiêu kinh hãi, vội vàng đi tới trước mặt Ngô Nham Trung, đỡ hắn dậy. Hay cho một Khổng Liễm. Ngô Nham Trung hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngày sau nếu gặp phải nàng ta, nhớ đừng có lơ là khinh địch. Tất nhiên rồi. Dương Diệp gật đầu. Hắn lúc trước không thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật với Khổng Liễm là vì hắn không nắm chắc giết chết được đối phương. Thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa cũng rất thần bí. Đương nhiên, hắn tuy rằng không nắm chắc giết được đối phương, nhưng hắn cũng không e ngại đối phương, cho dù là hắn hiện tại vẫn ở trong trạng thái bị thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy khí diễm không kiêu ngạo của Dương Diệp, Ngô Nham Trung khẽ gật đầu. Trong lòng không khỏi đánh giá Dương Diệp cao hơn. Phải biết rằng, thiên tài bình thường đều cực kỳ cao ngạo, cũng cực kỳ tự phụ. Thiên phú và thực lực của Dương Diệp đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung, nhưng trên người Dương Diệp lại không có một chút khí tức kiêu ngạo và tự phụ nào.
Sư bá nhận một đệ tử tốt. Ngô Nham Trung nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Muốn về cổ kiếm trai, người phải tới Vô Song Thành. Vô Song Thành đó có một tòa truyền tống trận rất lớn, chỉ có truyền tống trận của tòa thành đó mới có thể trực tiếp truyền tống các ngươi đến cổ kiếm trai. Mà các ngươi muốn tới Vô Song Thành thì nhất định phải đi qua Lôi Phượng Sơn Mạch và Cuồng Sư Bình Nguyên. Minh Võ Thành này không thể trực tiếp truyền tống đến Vô Song Thành à? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ngô Nham Trung lắc đầu, nói. Minh Võ Thành và Vô Song Thành căn bản không phải quan hệ minh hữu, bởi vậy, giữa hai thành không thiết lập truyền tống trận. Cho nên, ngươi chỉ có thể đi qua Lôi Phượng Sơn Mạch và Cuồng Sư Bình Nguyên. Có thể bay qua không? Dương Diệp hỏi. Không thể. Ngô Nham Trung rất nghiêm túc nhìn Dương Diệp, nói. Bởi vì Lôi Phượng Sơn Mạch và Cuồng Sư Bình Nguyên này có yêu vương, ngươi nếu bay qua Sơn Mạch và Bình Nguyên của bọn họ là không tôn kính đối với bọn họ. Cho nên ngươi chỉ có thể đi bộ. Yêu vương. Mắt Dương Diệp có rút lại, yêu vương cũng chính là Lạc Cường giả thánh giả cảnh. Với thực lực hiện tại của hắn, tất nhiên không thể đối kháng với thánh giả cảnh, cho dù là vào thời kỳ đỉnh phong cũng không thể đối kháng. Trừ phi là khôi phục được kiếm ý, sau đó kiếm linh khôi phục, khiến hắn có thể dùng nhiên ý, thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính. Ngô Nham Trung trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, yêu vương của Lôi Phượng Sơn Mạch là bạn cũ của một vị thái thượng trưởng lão cổ kiếm trai ta, hắn chắc sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, chỉ sợ Cuồng Sư Bình Nguyên đó thôi. Yêu vương của Cuồng Sư Bình Nguyên có quen biết với môn chủ đời trước của Thanh Đạo Môn, đương nhiên, hắn tất nhiên sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ mà đối phó ngươi, cho dù hắn ỷ lớn hiếp nhỏ thì cổ kiếm trai ta tất nhiên cũng sẽ có người xuất thủ, nhưng sợ hắn ngầm dở trò bẩn. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngô Nham Trung gật đầu, nói. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, đúng rồi, người sau khi đến Vô Song Thành. Tốt nhất là tới bái phỏng lão thành chủ của Vô Song Thành một chút. Hắn là hảo hữu chí giao của sư phụ ngươi, hơn nữa lại là một chú kiếm sư, nói không chừng, hắn sẽ tặng ngươi một thanh huyền kiếm tiên cấp đó. Hảo hữu chí giao của sư phụ. Khóe miệng Dương Diệp hiện ra một nụ cười chua chát, không thể không nói, chuyện này càng lúc càng phiền toái, bởi vì một khi cổ chân nhân xuất quan, vậy hắn sẽ hiện nguyên hình. Khi đó, chuyện sẽ vui rồi. Có điều lúc này hắn cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục kiên trì giả vờ tiếp thôi. Tấm da hổ cổ kiếm trai không thể không xé xuống được. Ngươi không đi với ta à? Dương Diệp bỗng nhiên hỏi. Ngô Nham Trung lắc đầu, nói. Chúng ta đi với ngươi sẽ chỉ khiến chuyện càng lúc càng phức tạp hơn. Bởi vì một khi chúng ta đi cùng ngươi, việc này có thể sẽ diễn biến thành chém giết tập thể giữa thế hệ trẻ tuổi cổ kiếm trai và thế hệ trẻ tuổi Thanh Đạo Môn. Chỉ có ngươi đi một mình, Thanh Đạo Môn muốn báo thù cũng chỉ có thể gửi từng người một tới tìm ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó kéo Phạm Mộng tới trước mặt, nói. Ngô huynh, chuyến đi này ta lo lắng nhất chính là hai tỷ muội bọn họ, có thể để bọn họ đi theo các ngươi không? Ta hy vọng Ngô huynh có thể đưa bọn họ tới cổ kiếm trai, bởi vì chỉ có cổ kiếm trai mới có thể đảm bảo an toàn cho tỷ muội bọn họ. Ta muốn đi theo ngươi. Phạm Mộng lập tức không nguyện ý. Vội vàng ôm lấy Dương Diệp. Dương Diệp môi Phạm Ly mấp máy nhưng lại không nói gì. Dương Diệp xoa đầu Phạm Mộng, nói, người đi theo ta, chỉ tổ làm liên lụy tới ta thôi, hiểu chưa? Ta. Nước mắt ủy khuất của Phạm Mộng tuôn rơi. Dương Diệp nói, trên đường đi ngươi cũng thấy rồi đấy, kẻ địch của ta rất cường đại, ta không biết bọn họ tiếp theo sẽ cử người nào đến, nhưng không nghi ngờ gì nữa, khẳng định sẽ không phải kẻ yếu. Dẫn theo ngươi, ta mặc dù có lòng tin, nhưng ta chung quy vẫn chỉ có một mình, vạn nhất người rơi vào tay bọn họ, khi đó người bảo ta phải làm thế nào. Phạm Mộng cúi đầu. Dương Diệp lại nói. Trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi nên hiểu rõ một chuyện. Ở thế giới này, muốn sống sót, muốn sống tốt, chúng ta chỉ có dựa vào thực lực của bản thân. Ngươi hiện tại rất yếu, yếu vô cùng, yếu đến mức cần tỷ tỷ ngươi và ta để bảo hộ. Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời như vậy sao? Một lúc sau, Phạm Mộng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, chỉ là trên mặt đã có thêm hai hàng nước mắt. Ngươi, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tới cổ kiếm trai, nhất định phải. Nhất định. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói. Sau khi tới cổ kiếm trai đừng chiều chuộng nàng ta quá, để nàng ta chịu khổ một chút. Đúng rồi, nếu Lục Uyển Nhi đó xuất quan.
dẫn Tiểu Mộng đến tìm nàng ta, cứ nói là ta bảo các ngươi tới, nàng ta sẽ chiếu cố cho các ngươi. Phạm Ly gật đầu, sau đó nói. Phải sống sót đó. Dương huynh quen Lục sư tỷ à? Lúc này, Ngô Nham Trung đột nhiên hỏi. Cũng coi như là có quen biết. Dương Diệp nói. Ngô Nham Trung nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lai lịch của Lục sư tỷ này có chút thần bí, không ai biết nàng ta từ đâu tới, cũng không nghe nói nàng ta có bằng hữu, không ngờ Dương huynh và nàng ta lại quen biết nhau. Dương Diệp cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa, nói. Làm phiền Ngô huynh chiếu cố cho họ rồi. Không thành vấn đề. Ngô Nham Trung do dự một thoáng, sau đó lại nói. Dương huynh chưa có bội kiếm thích hợp phải không? Dương Diệp gật đầu, nói thật, cho tới bây giờ, hắn thật sự chưa có kiếm thích hợp, kiểm tổ cũng lợi hại, nhưng vấn đề là kiếm này hắn tạm thời căn bản không thể dùng được. Thấy Dương Diệp gật đầu, tay phải Ngô Nham Trung vung lên, một hộp kiếm màu đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Dương huynh, trong hộp kiếm chính là tích lũy của ta mấy năm nay. Có trăm thanh huyền kiếm đạo cấp, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi. Dương Diệp nhìn Ngô Nham Trung, sau đó tiếp lấy hộp kiếm, nói. Đa tạ, ân tình này ta ghi nhớ. Ngô Nham Trung cười ha ha, nói. Đây cũng không phải là tặng không ngươi, nhớ kỹ, phải trả lại đó, ta chờ ngươi trả. Nhất định rồi. Nói xong, Dương Diệp nhìn Phạm Mộng, sau đó xoay người bước về phía cửa thành. Phạm Mộng muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức. Dương Diệp đã biến mất trong tầm mắt nàng ta. Phạm Mộng ngẩn ra, sau đó nói. Tỷ, hắn nhất định có thể sống sót, đúng không? Phạm Ly gật đầu, nói. Nhất định. Sư huynh, người cảm thấy hắn và Lục sư tỷ thì ai mạnh hơn? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi. Ngô Nham Trung trầm mặc một lúc, sau đó nói. Ta không nhìn thấu người này, người cũng thấy đấy, hắn không lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng kiếm khí lại không hề yếu hơn người lĩnh ngộ kiếm ý như chúng ta. Hắn rất thần bí, cũng rất cường đại. Mà Lục sư tỷ lúc này chắc đã là kiếm ý thiên cấp nhị trọng rồi. Hơn nữa, lúc này Lục sư tỷ chắc cũng sắp thành bán thánh, cho nên, giữa bọn họ căn bản là không thể so bì. Dương Diệp khẳng định mạnh hơn Lục Uyển Nhi. Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Vì sao? Ngô Nham Trung rất có hứng thú hỏi. Trực giác. Phạm Mộng nói. Đám người Ngô Nham Trung nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười cười. Sau khi ra khỏi Minh Võ Thành, Dương Diệp đi vào sâu trong núi, sau đó tìm tới một sơn động. Bên trong sơn động, Dương Diệp ngồi xếp bằng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng hắn trào ra. Lúc trước đừng nhìn hắn giết người như giết gà, kỳ thật hắn cũng phải trả giá cực lớn. Bởi vì lúc trước hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ít nhất cũng là trên 10 đạo chồng nhau. Cộng với hai loại bí pháp chí mệnh nhất kích và quang chi kiếm tốc. Cho nên hắn mới có thể một kiếm giết một người. Phản phệ, hắn tất nhiên bị phản phệ, kinh mạch trong cơ thể mở càng rộng, nhục thân sẽ xuất hiện nhiều vết nứt, không chỉ nhục thân, ngũ tạng lục phủ của trong cơ thể cũng nứt ra. Có thể nói, thân thể hắn trước đó đã là mình đầy thương tích, chỉ có điều hắn cố chịu đựng, không thể hiện ra ngoài. Dương Diệp lấy ra đá năng lượng siêu phẩm, bắt đầu hấp thu điên cuồng. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, nhìn về phía động khẩu, nơi đó, không biết từ khi nào có một người đang đứng. Không ngờ là ngươi. Đồng tử Dương Diệp co rút lại. Người đứng ở cửa động là một nữ tử, hai chân không chạm đất mà bồng bềnh trên không. Nữ tử mặc váy dài màu trắng, da thịt như tuyết, hai mắt giống như nước mùa thu, đứng ở cửa động mà tỏa ra một cỗ khí chất thanh nhã lãnh ngạo, khiến cho người ta không khỏi bị thu hút, tự thấy xấu hổ. Không dám thiết độc. Đương nhiên, quan trọng nhất nữ tử này là thánh giả cảnh. Quan trọng hơn là Dương Diệp biết nữ tử này, chính là tổ sư Mục Hàn San của Bách Hoa Cung. Không ngờ người còn sống. Mục Hàn San nói, thanh âm lạnh như băng, hơn nữa còn ẩn chứa một tia sát ý. Khiến người thất vọng à? Dương Diệp lạnh lùng nói, có chút thất vọng. Mục Hàn San nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tới tìm ta làm gì thế? Đối phương đương nhiên không thể là tới giết hắn, bằng không, hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp một lúc, nói. Thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt, người rốt cuộc làm thế nào mà sống sót? Nếu ta nói ta cũng không biết tỷ người có tin không? Dương Diệp nói. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp,
không nói gì. Dương Diệp lại nói. Ngày đó, sau khi ta một kiếm chém vỡ mắt thiên đạo, ta ly sền rơi vào hôn mê, ta. Ngươi chém vỡ mắt thiên đạo. Mục Hàn San đột nhiên cắt ngang lời Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Không thể nào. Mục Hàn San trầm giọng nói. Mắt thiên đạo đó dù là ta cũng căn bản không thể lay động nó, ngươi lúc trước chỉ là hoàng giả cảnh, ngươi cho dù đang nghịch thiên thì cũng không thể diệt được nó. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới trước mặt Mục Hàn San, nói. Ngươi có biết thế giới huyền giả đại lục của chúng ta đã chết bao nhiêu cường giả không? Hơn 1000 thánh giả, ước chừng có hơn 1000 thánh giả tự bạo, cường giả bán thánh và cường giả hoàng giả cảnh thì lại nhiều vô số kể. Tuy rằng huyền giả nghịch chủng và thánh địa đều từng coi hắn là kẻ địch, nhưng Dương Diệp hiểu rất rõ, nếu không phải nhờ sự hy sinh của những người đó và đám người Mạc lão, hắn căn bản không thể chém vỡ mắt thiên đạo. Hơn 1000 thánh giả. Mục Hàn San nhướng mày, nói. Không thể, không có bản nguyên tử khí, người bên dưới căn bản không thể thành thánh. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết phải lừa ngươi hay không? Dương Diệp nói. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, xem ra trên người ngươi có bí mật không ai biết. Dương Diệp đi sang một bên rồi ngồi xuống, nói, ngươi đến tìm ta, chắc không phải là để nói chuyện phiếm, có việc gì thế? Lúc trước vì sao không đi theo ta? Mục Hàn San bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói, ở đó, có người ta muốn thủ hộ, tuy rằng ta cuối cùng không thể thủ hộ bọn họ, nhưng ta ở lại, ta đã tận hết sức của mình rồi. Ngươi có biết không? Mục Hàn San nói, nếu lúc trước ngươi lựa chọn đi theo ta, ta sẽ giết ngươi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Mục Hàn San nói, nam nhân, có thể yếu, có thể xấu, cũng có thể không quyền không thế, nhưng tuyệt đối không thể không có cốt khí, không có tôn nghiêm, không có trách nhiệm. Ta rất khinh thường nam nhân không có cốt khí, không có tôn nghiêm, không có trách nhiệm. Lúc trước bảo ngươi đi theo ta không hề có hảo tâm, bởi vì nếu ngươi đi theo ta có thể không thẹn với lương tâm mà giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi không đi. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nói. Mục Hàn San nói. Bất kể ngươi và ta lãnh đạm và bình tĩnh với nhau như thế nào, nhưng giữa ngươi và ta ở sâu trong lòng có bóng dáng của đối phương là chuyện không thể thay đổi. Tơ hồng mà tiểu cô nương đó của ngươi kết cho chúng ta đã siêu việt thiên đạo pháp tắc, cho nên ta căn bản không phá giải được. Chuyện này một mực vây khốn ta. Khiến tu vi của ta không thể tiến thêm nửa bước, tới tìm ngươi là để giải quyết vấn đề này. Ta cũng không phá giải được. Dương Diệp nhìn Mục Hàn San, nói. Nói thật đó. Tiểu cô nương đó đâu rồi? Mục Hàn San hỏi. Nàng ta xảy ra chút chuyện, tạm thời không thể ra ngoài được. Dương Diệp nói. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng nhìn Mục Hàn San, nói. Không thể phủ nhận. Ngươi rất khá, thực lực cũng rất mạnh, nhưng ta không thể đê tiện tới mức mặt dày mày dạn nương tựa vào ngươi. Thực lực yếu thì phải nhún mình một chút. Mục Hàn San nói. Dương Diệp nói. Ngươi thích ta dùng một mặt dối trá để nói chuyện với ngươi hay là một mặt chân thật? Mục Hàn San nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng, nàng ta nói. Giữa chúng ta xem như đã bế tắc, ta không muốn tiếp tục thế này nữa. Nhưng ta lại không thể ra tay giết ngươi. Như thế này đi, chúng ta đánh cuộc một trận, nếu ta thua, ta làm của ngươi nữ nhân, nếu ta thắng, ngươi chết, thế nào? Ngươi không can thiệp ta không can thiệp ngươi có phải tốt hơn không? Dương Diệp nói. Mục Hàn San nói. Đến trình độ này của ta, khi muốn tăng cảnh giới, bất kỳ một chút tâm niệm không thuận nào đều có thể là vạn kiếp bất phục. Cho nên nút thắt giữa chúng ta phải được cởi bỏ. Đánh cuộc cái gì? Dương Diệp nói. Mục Hàn San nói, cho ngươi thời gian 2 năm, sau 2 năm tới tìm ta, đồng thời đánh bại ta, sau đó ta đi theo ngươi. Dương Diệp lắc đầu, ngươi cự tuyệt à? Mục Hàn San nói, ta cự tuyệt. Dương Diệp nhìn thẳng vào Mục Hàn San. Ta không thích bị người khác uy hiếp, hoặc là ép buộc. Hơn nữa giữa người và ta không có tình cảm, có chăng chỉ là do sợi tơ hồng đó quấy phá, cưỡng ép ở cùng một chỗ, không thú vị. Nói cứ như người nhất định có thể đánh bại ta không bằng. Mục Hàn San nói. Dương Diệp nói. Ngươi muốn giải quyết vấn đề sợi tơ hồng đó, được thôi, bởi vì ta cũng muốn giải quyết vấn đề đó. Cho ta thời gian,
có lẽ không cần 2 năm, ta có thể giải quyết chuyện giữa chúng ta. Ta không xứng với ngươi à? Mục Hàn San bỗng nhiên nói. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức nói. Vậy ngươi có yêu ta không? Ngươi nói thử xem. Mục Hàn San nói. Dương Diệp nói. Ta chỉ biết là ngươi muốn ta chết. Mục Hàn San nói. Kỳ thật, ta rất thưởng thức ngươi. Làm việc quyết đoán, không ướt át lằng nhằng, hơn nữa lại đủ độc ác. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Ngươi tu luyện bao nhiêu năm rồi? Dương Diệp nói. Còn ta thì mới tu luyện bao nhiêu năm? Khóe miệng Mục Hàn San hơi giật giật. Dương Diệp nói. Giữa chúng ta kỳ thật không cần thiết phải ngươi chết ta sống, cho dù không thể trở thành tinh nhân thì trở thành bằng hữu cũng được, ngươi thấy sao? Dương Diệp không phải một người cổ hủ, nếu có thể trở thành bằng hữu với một cường giả thánh giả cảnh, kẻ ngốc mới không làm. Bằng hữu? Mục Hàn San hơi ngẩn ra, giống như không ngờ Dương Diệp lại nói vây. Dương Diệp gật đầu, nói. Về phần chuyện ngày sau sẽ phát triển thành thế nào, cứ thuận theo tự nhiên là được. Chắc ngươi cũng hiểu, rất nhiều lúc, cưỡng cầu ngược lại sẽ khiến chuyện của bản thân biến thành càng lúc càng phức tạp. Bằng hữu có chuyện, là bằng hữu, có phải nên giúp đỡ hay không? Mục Hàn San bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói. Đó là tất nhiên rồi. Mục Hàn San gật đầu, nói. Tốt lắm, chúng ta trước tiên làm bằng hữu. Dương Diệp vui lắm, nói. Nếu là bằng hữu, vậy ta không khách khí, ngươi xem, hiện tại thanh đạo môn cứ căn chặt ta không buông, ngươi có phải? Ta không thể ra tay. Mục Hàn San trực tiếp cắt ngang lời Dương Diệp. Nếu ta ra tay, đối phương cũng sẽ xuất động cường giả thánh giả, chỉ cần đối phương xuất động cường giả thánh giả, trừ phi có 3 vị cường giả thánh giả ngày ngày đêm đêm bảo hộ chung quanh ngươi, bằng không ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Hiện tại, giữa ngươi và thanh đạo môn vẫn chỉ có thể nói là tranh đấu giữa tiểu bối, hai bên sẽ không xuất động cường giả thánh giả, cho nên, hiện tại vẫn khá có lợi đối với ngươi. Dương Diệp cười khổ, nói. Ngươi cũng thấy đấy, tình cảnh hiện tại của ta có chút không ổn, hay là thế này đi, ngươi cho ta mượn 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm nhé. Dương Diệp vừa mới dứt lời, một chiếc nạp giới liền xuất hiện trước mặt hắn, Dương Diệp mở ra nhìn, vừa đủ 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Hiện tại chúng ta đã xem như là bằng hữu rồi chứ. Mục Hàn San nói. Dương Diệp có chút ngơ ngác gật đầu, Mục Hàn San này không khỏi quá dễ thuyết phục rồi. Mục Hàn San nói. Bởi vì một số quan hệ lợi ích, ta bị gả cho nhi tử của Thánh chủ Vân Tiêu Thánh Điện, ngày này 2 năm sau chính là ngày chúng ta thành thân, mà ta thì không muốn bị gả cho hắn, cho nên, ta hy vọng 2 năm sau ngươi sẽ tới cứu ta. Chút chuyện nhỏ này, là bằng hữu. Ngươi chắc sẽ không cự tuyệt đâu, đúng không? Bị lừa rồi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên đặc sắc. Ta biết, điều này có chút khó khăn, dù sao thánh chủ của Vân Tiêu Thánh Điện là thánh giả cảnh, hơn nữa còn hắn cũng là bán thánh cao cấp, được gọi là chuẩn thánh giả. Nhưng, điều này đối với ngươi mà nói chắc là không có khó khăn gì, đúng không? Mục Hàn San nói. Dương Diệp, sao sắc mặt ngươi khó coi thế? Mục Hàn San nói. Ngươi không phải là không nguyện ý chứ? Lúc trước chính ngươi nói, là bằng hữu thì nên giúp đỡ nhau không ngại khó ngại khổ mà. Dương Diệp mãi lâu sau vẫn không nói gì. Cự tuyệt ư, nhưng hắn vừa rồi còn nói là bằng hữu, nên không ngại khó ngại khổ mà giúp đỡ nhau. Hơn nữa hắn còn nhận đá năng lượng siêu phẩm của người ta rồi. Không cự tuyệt ư, hắn tuy rằng không biết nội tình của Vân Tiêu Thánh Điện, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đó không phải là loại hàng đơn giản. Ngươi là nghiêm túc, hay là đang trêu ta thế? Dương Diệp hỏi. Nghiêm túc đấy. Mục Hàn San nói. Đúng rồi, quên nói, hắn chỉ muốn kết hôn với ta, còn cưới cả tiểu tình nhân kia của ngươi, cũng chính là An Nam Tĩnh đấy. An Nam Tĩnh. Dương Diệp hơi biến sắc, nói. Nàng ta đang ở Vân Tiêu Thánh Điện à? Mục Hàn San gật đầu, nói. Ừ, chỉ có điều bị hạn chế tự do. Bởi vì nhi tử của điện chủ Vân Tiêu Thánh Điện coi trọng nàng ta, có điều ngươi yên tâm, hiện tại nàng ta được coi là đồ đệ của ta, có ta che chở nàng ta tạm thời chắc không sao, nhưng một khi hắn trở thành thánh giả, đừng nói bảo vệ nàng ta, cho dù là bản thân ta cũng khó bảo toàn. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. 2 năm sau, không, 1 năm sau, không, nhiều nhất là nửa năm nữa ta sẽ tới đón các ngươi.
Vân Tiêu Thánh Điện không chỉ có một vị thánh giả thôi đâu. Mục Hàn San nói, cho dù có 1000 thánh giả, ta cũng phải dẫn các ngươi đi. Bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Mục Hàn San nói, vậy thì giết. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi có biết không, sự tự tin và bộ dạng tự cao tự đại kỳ thật rất hấp dẫn người khác, tuy rằng người hiện tại mới là hoàng giả cảnh, hơn nữa mặt mũi hơi xấu. An Nam Tĩnh vẫn ổn chứ? Dương Diệp hỏi, lúc này hắn đã không còn tâm tình nào mà đi tán dóc với Mục Hàn San này nữa rồi. Lúc này nàng ta đã là bán thánh, ở phương diện thiên phú và thực lực, chủ yếu hơn thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện kia một chút. Mục Hàn San nói. Dương Diệp gật đầu, nói, trở về nói với nàng ta rất nhanh sẽ tới tìm nàng ta, sẽ không lâu đâu. Ta sẽ nói. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi không hỏi xem thực lực của thiếu điện chủ Vân Tiêu Thánh Điện đó thế nào à? Dương Diệp lắc đầu, nói. Không có ý nghĩa, bất kể hắn có thực lực gì, thiên phú gì, ta đều sẽ đến đón An Nam Tĩnh, à, còn cả ngươi nữa. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Ta phát hiện ta càng lúc càng thưởng thức ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Mục Hàn San vươn tay ra sờ sờ Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi trong nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện, vào lúc này, hắn không ngờ không thể nhúc nhích, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn tay Mục Hàn San sờ lên mặt hắn. Thánh giả cảnh. Đây là thực lực của thánh giả cảnh. Lúc này hắn không có sức hoàn thủ ở trước mặt cường giả thánh giả. Tay Mục Hàn San sờ mặt Dương Diệp, một hồi lâu sau, chân mày nàng ta nhíu lại. Kinh mạch của ngươi có vấn đề lớn, không phải bị lực lượng bình thường gây ra thương tích, đây là lực lượng pháp tắc. Một lúc sau, nàng ta thu tay lại, thần sắc ngưng trọng nói. Đây là bởi vì người này muốn phế ngươi. Bởi vì... Hai mắt Dương Diệp híp lại, vốn hắn cho rằng mình kinh mạch trong cơ thể là vì thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật mà thành ra như vậy, nhưng hiện tại xem ra, chuyện không phải đơn giản như hắn nghĩ. Tuy rằng không biết đây lực lượng pháp tắc gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, lực lượng pháp tắc này rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong những lực lượng ta đã từng thấy. Ngươi rốt cuộc là đắc tội với ai thế? Đối phương không ngờ muốn phế ngươi. Cũng không đúng, với thực lực của đối phương, chắc đủ để diệt sát ngươi mấy trăm lần. Hai hàng lông mày của Mục Hàn San càng nhíu chặt. Dương Diệp trầm mặc, cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước. Đáng tiếc, không nhớ ra được gì, hắn chỉ nhớ lúc ấy hắn hình như là bị đẩy một cái. Chẳng lẽ có người âm thầm giúp đỡ mình? Mày Dương Diệp cũng nhíu lại, lúc này hắn cũng phát hiện chuyện có chút không đơn giản. Với trạng thái hiện tại này của ngươi, đến Vân Tiêu Thánh Điện chính là tìm chết. Mục Hàn San trầm giọng nói. Dương Diệp không nghĩ nữa, nói. Chuyện kinh mạch ta sẽ tự mình giải quyết, hơn nữa ta sẽ cố gắng khôi phục thực lực một cách nhanh nhất, tin ta đi, rất nhanh ta sẽ tới tìm các ngươi. Mục Hàn San nhìn thẳng vào Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói. Địa vực Thanh Châu rộng lớn, nói là vô biên vô hạn cũng không đủ. Tại Thanh Châu này chia làm hai ranh giới Nam Bắc, Bắc giới là địa bàn của Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn, mà Nam giới thì là địa bàn của Vô Cực Ma Tông và Vân Tiêu Thánh Điện. Ngươi nếu muốn tới Vân Tiêu Thánh Điện nhất định phải đến Nam giới. Nói đến đây, Mục Hàn San dừng một chút rồi lại nói. Với sức của một mình ngươi, muốn chống lại Vân Tiêu Thánh Điện không nghi ngờ gì nữa là người si nói mộng, cho nên, ngươi tốt nhất hãy mượn dùng lực lượng của Cổ Kiếm Trai. Tuy rằng Cổ Kiếm Trai so với Vân Tiêu Thánh Điện thì vẫn yếu hơn một chút, nhưng chênh lệch không lớn, nếu ngươi có thể khiến Cổ Kiếm Trai giúp đỡ ngươi, ngươi có lẽ sẽ có cơ hội dẫn ta và An Nam Tĩnh đi. Ta căn bản không phải đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp nói. Vậy trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai đi. Mục Hàn San nói. Còn nữa, đừng khinh thị Thanh Đạo Môn đó, họ ở linh giới này đã truyền thừa mấy vạn năm, nội tình có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Những người lúc trước chết trên tay ngươi, trong Thanh Đạo Môn của bọn họ chỉ có thể nói là hạng quen. Hạng quen. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ý của ngươi là lúc trước Thanh Đạo Môn chỉ là chơi đùa với ta. Mục Hàn San lắc đầu, nói. Bọn họ xem nhẹ thực lực của ngươi một cách nghiêm trọng, dù sao ngươi chính là tôn giả cảnh, hơn nữa còn không nắm giữ kiếm ý, cho nên, bọn họ không thật sự coi trọng ngươi. Nhưng lúc trước đánh một trận ở Minh Võ Thành,
ngươi đã bại lộ thực lực. Cho nên, hiện tại bọn họ sẽ không khinh thị ngươi nữa, đệ tử thanh đạo môn xuất hiện tuyệt đối sẽ là yêu nghiệt chân chính. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta sẽ không khinh địch. Mục Hàn San gật đầu nói. Như vậy là tốt, nên biết rằng, rất nhiều thiên tài và cường giả kỳ thật chết vì bản thân đã khinh địch. Ngươi có biết nơi hạ lạc của đám người minh nữ, Đinh Thược Dược không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục Hàn San nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Bọn họ đã xảy ra chuyện à? Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Mục Hàn San lắc đầu, nói. Không, chỉ là, chờ khi ngươi có thể tới đón chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi hay. Dương Diệp cau mày, có điều hắn không hỏi nữa. Hắn biết, những thiên tài lúc trước được người của Thiên Ngoại Thiên đón lên đây, tình cảnh ở Thiên Ngoại Thiên này chỉ sợ không được ổn lắm. Thực lực, khôi phục thực lực. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn biết, mình phải nhanh chóng khôi phục thực lực, không chỉ vậy, còn phải nhanh chóng đạt tới bán thánh, thậm chí là thánh giả. Lúc trước ở Huyền Giả Đại Lục, hắn còn có đám người Mạc Lão và Lục Ngôn che chở, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến sớm một chút, bằng không nữ nhân của ngươi có thể sẽ trở thành nữ nhân của người khác đấy. Mục Hàn San nói xong câu đó, cả người biến mất trong hư không ở sơn động. Mình vẫn quá yếu, phải mau chóng đề thăng thực lực, khôi phục kiếm ý, đề thăng tới thánh giả. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm. Lúc này hắn trên người chỉ có khoảng chừng gần 40 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, chỗ này đủ để hắn đề thăng nhục thân rồi. Về phần cảnh giới, hắn quyết định không cường hành đề thăng, mà là muốn để nó nước chảy thành sông. Nước chảy thành sông, cũng chính là bản thân tích tụ đến trình độ nhất định, cảnh giới tự nhiên sẽ đề thăng theo, chứ không phải đề thăng một cách cưỡng ép. Hiện tại, mục tiêu chủ yếu nhất của hắn chính là đề thăng nhục thân một cách vô hạn, bởi vì chỉ có nhục thân mạnh mẽ, hắn mới có thể thi triển nhiều đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau hơn, cũng có thể thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật một cách chân chính. Bằng không, thi triển một lần trảm thiên bạt kiếm thuật, người tàn phế một lần, vậy thì toi. Đương nhiên, trừ đề thăng nhục thân, còn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là nuôi nấng tiểu tuyền qua. Từng viên đá năng lượng không ngừng bị Dương Diệp nuốt vào, vô số đá năng lượng chuyển hóa thành huyền khí màu tím bị chia làm hai cỗ, một cỗ chữa trị nhục thân của bản thân hắn và ôn dưỡng kinh mạch và ngũ tạng lục phủ đã nứt, cỗ còn lại thì bị tiểu tuyền qua hấp thu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đá năng lượng của Dương Diệp cũng đang không ngừng giảm bớt, từ 43 vạn đầu chỉ còn lại 30 vạn. 40 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm này kỳ thật đủ để người bình thường từ phàm nhân cảnh dùng tới bán thánh. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói lại vẫn ít, bởi vì đá năng lượng siêu phẩm này nếu chuyển đổi bình thường thì có thể chuyển đổi thành 100 cỗ huyền khí, nhưng nếu chuyển đổi thành huyền khí màu tím trong cơ thể Dương Diệp, nhiều nhất cũng chỉ có được 10 cỗ. Huyền khí màu tím sở dĩ mạnh, chính là vì nó tinh thuần, không chứa tạp chất. Nháy mắt đã 2 ngày trôi qua. Đá năng lượng siêu phẩm của Dương Diệp lại từ 30 vạn biến thành 10 vạn. Thương thế nhục thân của hắn cơ bản đã khôi phục, nhục thân dưới sự chữa trị của huyền khí màu tím đã tăng lên một bậc, lúc này nhục thân của hắn đã có thể so với yêu thú bán thánh trung cấp. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm thấy mình đã đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến hoàng giả cảnh. Tuy rằng nhục thân đề thăng, nhưng tiểu tuyền qua lại không có động tĩnh. Lại một ngày trôi qua, cắn nuốt 40 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, tiểu tuyền qua vẫn không hề có động tĩnh, điều này khiến cho Dương Diệp thật sự có chút nghẹn lời. Bởi vì một khi tiểu tuyền qua khôi phục, hắn có thể lập tức chữa trị kinh mạch bản thân, hơn nữa cũng có thể lập tức lấy đám bảo bối trấn giới thạch, man thần trùy ra dùng. Khi đó, đừng nói đến tôn giả cảnh, cho dù là bán thánh cao cấp của thanh đạo môn cũng không ngăn được hắn đi tới cổ kiếm trai. Không ở lại nữa, Dương Diệp ra khỏi sơn động. Sau đó nhìn lướt bốn phía, nói. Quên mất, lúc trước ở Minh Võ Thành không kiếm một chiếc vân câu. Hắn không thể vận dụng huyền khí, cũng có nghĩa là hắn không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào lực lượng nhục thân mà chạy, nếu gần thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là nơi này cách Vô Song Thành này ít nhất cũng phải trăm vạn dặm đường. Hơn nữa, nếu một đường chạy như điên, hắn không thể tĩnh tâm tu luyện. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn về xa xa. Đập vào mắt vẫn là những dãy núi cao vút trong mây. Bên trong dãy núi, hắn có thể cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại, có điều không phải là của thánh giả.
Sắc mặt Dương Diệp hơi trầm xuống, hắn biết, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không cảm nhận được cường giả thánh giả cảnh. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên từ xa truyền đến, rất nhanh, một đám người xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Một đội kỵ binh, có 20 người, toàn bộ là hoàng giả cảnh. Ở giữa những kỵ binh này là một chiếc vân câu xa hoa, sở dĩ nói là xa hoa, là vì chiếc vân câu này so với hắn những chiếc mà hắn thấy trước đây to hơn gấp 5 lần. Hơn nữa cũng không chỉ có một con ngựa mà là 5 con thiên mã hoàng cấp. Ở phía trước đội kỵ binh này có 2 nam 2 nữ, toàn bộ cũng là hoàng giả cảnh, quan trọng nhất ngực trái 2 nam 2 nữ này có thêu một chữ thư, nho nhỏ. Dương Diệp biết loại dấu hiệu này, đây là dấu hiệu của Vân Hải Thư Viện. Nói cách khác, 2 nam 2 nữ này là người của Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp nhìn nhóm người này, mà ánh mắt của nhóm người này cũng hướng vào người hắn. Tên xấu xí, ngươi nhìn gì thế, chưa gặp mỹ nữ bao giờ à? Đột nhiên, một nữ tử mặc khôi giáp màu đỏ của Vân Hải Thư Viện quát Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn ra, ánh mắt vốn đã thu hồi lại một lần nữa chiếu lên người nữ tử váy đỏ. Nữ tử váy đỏ khoảng 20 tuổi, dung mạo thanh tú, dáng người nóng bỏng. Chấm, không bằng đám người Mục Hàn San và Hiểu Vũ Tịch, nhưng quả thật cũng được gọi là mỹ nữ. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra hộp kiếm Ngô Nham Trung tặng cho hắn rồi đeo lên lưng. Cổ kiếm trai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người đó lập tức biến đổi. Nhìn phương hướng mà chư vị đang đi, chắc là muốn tới Vô Song Thành à? Dương Diệp hỏi. Thấy Dương Diệp là đệ tử của cổ kiếm trai, sắc mặt đám kỵ binh hoàng giả cảnh hơi dễ coi hơn một chút, vẻ đề phòng và khinh thị trong mắt cũng ít đi rất nhiều. Một kỵ binh đầu lĩnh trong đó nói. Tại hạ là phó thống lĩnh Dư Cương của Vô Song Thành, không biết các hạ là phong nào của cổ kiếm trai. Cấm quân Vô Song Thành. Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn không ngờ những kỵ binh trước mắt này là người của Vô Song Thành. Lập tức nói. Thiên kiếm phong, Diệp Dương. Thiên kiếm phong. Thần sắc lạnh lùng của Dư Cương hơi dịu đi, nói. Thì ra là đệ tử của cổ chân nhân, Diệp huynh là muốn tới Vô Song Thành à? Dương Diệp gật đầu. Dư Cương trầm ngâm một thoáng, sau đó nói. Nếu Diệp huynh không sợ phiền toái thì chúng ta có thể đi chung. Ta nói trước, chuyến đi tới Vô Song Thành có thể sẽ không được an bình đâu. Dương Diệp cười nói. Không sao, có phiền toái ta sẽ đi ngay. Đương nhiên, phiền toái mà hắn nói tất nhiên là chuyện Thanh Đạo Môn, nếu người của Thanh Đạo Môn đến tìm hắn, hắn tất nhiên không thể làm liên lụy đến những người này. Mọi người! Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người Dư Cương hơi biến đổi, những kỵ binh còn lại khi nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt cũng biến thành có chút lạnh lùng, còn có một tia khinh thường. Sắc mặt vốn đang nhu hòa của Dư Cương cũng lạnh lùng trở lại. Về phần bốn người của Vân Hải Thư Viện thì càng trắng trợn. Không thèm che giấu ánh mắt khinh bỉ, chỉ thiếu mỗi nước nói ra miệng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Dương Diệp cười khổ, hắn biết, lời nói của mình khiến đối phương hiểu lầm rồi, có điều hắn cũng khó mà giải thích được. Hiện tại mà giải thích thì chẳng khác nào là lấp liếm. Tuy rằng ấn tượng của đám người Dư Cương đối với Dương Diệp đã giảm rất thấp, nhưng vẫn dẫn Dương Diệp theo, Dương Diệp biết, đây là đối phương nể mặt cổ kiếm trai, có điều hắn cũng chẳng bận tâm. Dù sao chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Sau khi ngồi lên thiên mã, Dương Diệp không ở cùng một chỗ với đám người Dư Cương, mà đi ở bên phải mọi người, cách chừng 5-6 trượng. Hắn sở dĩ muốn đi nhờ, kỳ thật từ nguyên nhân bản thân không thể phi hành ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn mù đường, tuy rằng biết Vô Song Thành ở hướng nào, nhưng vị trí chính xác thì không rõ. Nếu hắn tự đi thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại, có người của Vô Song Thành dẫn đường, hắn tất nhiên cầu còn không được. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua trên người giám Dư Cương, ở đây cảnh giới cao nhất rõ ràng là Dư Cương này, hoàng giả cảnh đỉnh phong. Nhưng, ánh mắt hắn lại dừng ở trên người lão già mặc áo hoa lái vân câu, cảnh giới của lão già này chỉ là linh giả cảnh, bình thường không có gì nổi bật, nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người lão rất lâu. Đột nhiên, giống như cảm nhận được ánh mắt của Dương Diệp, lão già đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt chạm nhau, sau một thoáng, lão già khẽ gật đầu với Dương Diệp, sau đó thì quay đầu đi. Dương Diệp nhìn chiếc vân câu đó, sau đó khóe miệng nở một nụ cười. Đúng là thú vị. Cuối cùng, ánh mắt Dương Diệp hướng về phía bốn người của Vân Hải Thư Viện. Lúc trước nghe bốn người nói chuyện,
hắn biết một số tin tức về bốn người này, bốn người đều là họ Sinh lớp Ất của Vân Hải Thư Viện. Nhìn thấy bốn người, Dương Diệp đã có cái nhìn mới về thực lực của đệ tử Vân Hải Thư Viện, bởi vì bốn người này tuy rằng mới là hoàng giả cảnh hạ phẩm, nhưng lại là mạnh nhất trừ lão già và Dư Cương. Nghe nói Tiêu học trưởng chết trong tay Dương Diệp, cũng không biết có đúng hay không. Phía trước, một nam tử của Vân Hải Thư Viện đột nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn ra, không khỏi giỏng tai lắng nghe. Từ Lương, người muốn ăn quật đúng không? Nữ tử váy đỏ đột nhiên hầm hầm nhìn nam tử vừa lên tiếng, trong mắt toàn là lửa giận. Nam tử tên là Từ Lương cười cười, không dám nói nữa. Nam tử bên cạnh hắn nói. Thiên Kiều, chúng ta biết người thích Tiêu học trưởng, nhưng hắn đã chết rồi. Chúng ta cũng biết người muốn báo thù cho hắn, nhưng học viện đã ban bố mệnh lệnh, trừ đệ tử Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn ra, bất kỳ ai cũng không được vào chuyện giữa Dương Diệp và Thanh Đạo Môn. Vậy thì sao, cùng lắm thì lão nương chịu bị đuổi học. Nữ tử váy đỏ lạnh lùng nói một câu, sau đó nàng ta nhìn nam tử vừa lên tiếng và Từ Lương, nói. Từ Lương, Hứa Văn, ta biết hai người các ngươi yêu thầm lão nương, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi nếu ai giết được Dương Diệp đó, lão nương sẽ là nữ nhân của người đó. Ta nói được thì làm được. Hứa Văn trầm giọng nói. Cổ Kiếm Trai đã chiêu cáo thiên hạ, đây là chuyện giữa Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn, ai nếu cứ nhằm vào Dương Diệp thì chính là đối địch với Cổ Kiếm Trai. Từ Lương cũng trầm mặc. Các ngươi có còn là nam nhân hay không? Có còn chứng hay không? Khóe miệng Thiên Kiều lộ ra vẻ châm chọc. Sắc mặt hai nam tử có chút khó coi. Thiên Kiều, đừng như vậy. Lúc này, nữ tử bên cạnh nữ tử tên là Thiên Kiều bỗng nhiên nói. Dương Diệp đó dám đá quan tài của Thanh Đạo Môn, hắn không phải là quá tự tin, mà chuyện này được Cổ Kiếm Trai an bài, cho nên, nếu người ngoài dám tự tiện nhúng tay vào, không nghi ngờ gì nữa sẽ thành đối nghịch với Cổ Kiếm Trai. Đừng nói hai người bọn Hứa Văn, cho dù là thiên tài và yêu nghiệt của lớp giáp cũng không dám. Nữ tử vừa lên tiếng cũng khoảng 20 tuổi. Tướng mạo thanh tú, nhưng so với Thiên Kiều thì vẫn kém nhiều, chỉ có thể nói, nàng ta không xấu, nhưng tuyệt đối không thể nói là đẹp. Nghe thấy lời nói của nữ tử, Hứa Văn và Hứa Lương khẽ gật đầu với nàng ta, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Thiên Kiều lạnh lùng nhìn hai nam tử, sau đó nói. Đừng để ta gặp phải Dương Diệp, bằng không ta nhất định sẽ phế hắn, ta cũng muốn xem thử, sau khi ta phế hắn rồi, Cổ Kiếm Trai có dám giết ta hay không? Dương Diệp nhìn đó Thiên Kiều, vừa định thu hồi ánh mắt thì Thiên Kiều đột nhiên nhìn về phía hắn, nói. Ngươi nhìn thấy gì, chưa thấy nữ nhân bao giờ à? Cái loại vừa xấu lại vừa không có thực lực như ngươi, chắc là chưa bao giờ được chạm vào nữ nhân. Nói xong, nàng ta không ngờ cởi khôi giáp trước ngực ra, để lộ bộ ngực trắng ngần, nói. Có phải đẹp lắm không? Có phải kích thích lắm không? Có phải rất muốn chơi ta hay không? Dương Diệp thật sự có chút đờ đẫn. Mà những kỵ binh chung quanh thì giống như là đã quen lắm rồi, bởi vậy đều coi như không thấy. Thiên Kiều kéo lại khôi giáp, sau đó châm chọc. Ta nói với người nhé, ta cho dù là để cho chó chơi cũng sẽ không để cho người của Cổ Kiếm Trai người chạm vào. Dương Diệp lắc đầu, nói. Trước kia ta từng nghe thế gian này có hoa lạ, có điều vẫn chưa có duyên nhìn thấy, hôm nay cuối cùng cũng được thấy rồi. Nói xong. Hắn nhìn về phía đó Hứa Văn và Từ Lương, nói. Ta không hiểu, hai người các ngươi mắt không mù mà sao lại đi yêu thầm nàng ta. Đám người Dư Cương ở bên cạnh buồn cười quá, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, có điều giống như cố kỵ gì đó, đều cố nén lại. Chúng ta không phải thế mà. Hứa Văn quính quá liền thốt lên. Không phải à. Dương Diệp gật đầu, nói. Thì ra nữ nhân này đang tự kỷ, cũng đúng. Loại nữ nhân này nếu thật sự trở thành nữ nhân của các ngươi rồi thì không biết sẽ cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu các ngươi nữa. Hơn nữa nói không chừng, cắm sừng cho các ngươi còn không phải là người, mà là chó. Các ngươi nghe thấy rồi đấy, nàng ta thả cho chó chơi còn hơn. Chậc chậc, khẩu vị này nặng quá. Phì. Ở bên cạnh, một kỵ binh không nhịn được nữa liền bật cười, có điều lại bị Dư Cương hậm hực lườm cho một cái. Nhưng hắn lại không nhịn được, sau đó nói. Dư thống lĩnh, ta đi vệ sinh. Ta cũng đi vệ sinh. Ta cũng vậy. Rất nhanh, hơn 10 kỵ binh trẻ tuổi toàn bộ đều đi, vệ sinh, chỉ lát sau, xa xa liền truyền đến tiếng cười to.
Thiên Kiều cưỡi thiên mã chậm rãi đi về phía Dương Diệp, thấy vậy, mấy người Dư Cương và Hứa Văn đều cau mày. Khi cách Dương Diệp khoảng một trượng, Thiên Kiều nói. Ngươi có phải muốn chết hay không? Hay là ngươi cảm thấy ta sợ cổ kiếm trai? Ngươi có tin ta giết ngươi rồi mà cổ kiếm trai ngay cả cái rắm cũng không dám đánh không? Ngươi lợi hại như vậy sao không thường thiên đi? Dương Diệp nói. Muốn chết? Thiên Kiều gầm lên một tiếng, muốn xuất thủ, song lúc này Dư Cương lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dư Cương nhìn Thiên Kiều, nói. Thiên tiểu thư, chúng ta mể mặt ra ra ngươi nên mới dẫn các ngươi đi theo, hy vọng các ngươi đừng mang phiền toái tới cho chúng ta. Nói xong, hắn lại xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi cũng vậy, chúng ta không hy vọng ở trên đường gặp bất kỳ phiền toái gì. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta cũng không hy vọng có phiền toái gì. Chờ về tới Vô Song Thành rồi, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ ở trước mặt ta. Thiên Kiều lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Gia gia nàng ta là phó viện trưởng của Vân Hải Thư Viện. Dư Cương bỗng nhiên nói. Thánh giả à? Dương Diệp hỏi. Bán thánh cao cấp, có điều cách thánh giả cũng chỉ còn nửa bước. Dư Cương nói xong thì xoay người rời đi. Dương Diệp đang muốn nói gì đó thì đột nhiên ánh mắt hắn quét nhìn bốn phía, sau đó cau mày. Hắn nhìn về phía lão giả đánh xe, phát hiện đối phương cũng đang cau mày. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp rời khỏi chỗ, một bàn tay khổng lồ to chừng mấy trăm trượng trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trên đầu đám người Dư Cương. Bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện, uy áp khủng bố đã trực tiếp khiến cho toàn bộ thiên mã phải quỳ xuống đất. Cùng lúc đó, rừng rậm trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bán thánh cao cấp. Mọi người biến sắc. Đúng lúc này, lão già đánh xe đột nhiên tung người bay lên, sau đó đánh một quyền về phía bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ khẽ run lên, năng lượng cường đại chấn cho không gian nhấp nhô kịch liệt. Là người của Vân Tiêu Thánh Điện, mọi người bảo vệ ba nha đầu. Lão già nói xong câu này, thân hình chợt lóe lên. Biến mất tại chỗ, rất nhanh, chân trời truyền đến những tiếng nổ. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện hơn trăm người áo đen, toàn bộ là hoàng giả cảnh thượng phẩm. Trừ Ngọc Vô Song ra, còn đâu giết tất. Một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo, hơn trăm người áo đen xông về phía đám người Dư Cương. Dương Diệp nhìn những người áo đen này một cái, trầm ngâm một thoáng, sau đó xoay người biến mất trong tầm mắt mọi người. Đừng để lại người sống. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo, hai gã áo đen đuổi theo Dương Diệp. Khoảng qua chừng 20 hơi thở, một nam tử mặc trường bào màu đỏ, đầu đội mũ đen xuất hiện. Vân Tiêu Thánh Điện là cái thá gì mà cũng dám đến địa bàn của thanh đạo môn ta Dương Oai. Theo lời nói của nam tử áo đỏ vừa dứt, đầu của một người áo đen hoàng giả cảnh trực tiếp bay ra. Nam tử áo đỏ tất nhiên chính là Dương Diệp. Kỳ thật. Hắn lúc ban đầu cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của Vân Tiêu Thánh Điện và Vô Song Thành, cho nên hắn lựa chọn rời đi, nhưng đáng tiếc là Vân Tiêu Thánh Điện này không muốn để lại người sống. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn nhìn Vân Tiêu Thánh Điện không vừa mắt. Giam giữ An Nam Tĩnh đã không muốn nói, không ngờ còn muốn cưới An Nam Tĩnh. Có thể nói, vào giây phút biết rằng thiếu điện chủ gì đó của Vân Tiêu Thánh Điện muốn ép cưới An Nam Tĩnh, hắn đã không có thiện cảm với Vân Tiêu Thánh Điện. Cho nên, sau khi giết hai người đó của Vân Tiêu Thánh Điện, hắn liền quay lại. Ảnh độn sát. Dương Diệp vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ lóe lên, đầu của hai người áo đen hoàng giả cảnh trực tiếp bay đi. Dương Diệp đang muốn động thủ thì lúc này một người áo đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Vân Tiêu Thánh Điện ta và thanh đạo môn ngươi luôn là nước giếng không phạm nước sông, vì sao lại nhúng tay vào chuyện của Vân Tiêu Thánh Điện và Vô Song Thành? Nhìn Vân Tiêu Thánh Điện ngươi ngứa mắt. Dương Diệp gầm lên một tiếng, chân phải đột nhiên dậm một cái, cả người bắn ra, chủy thủ trong tay mang theo một đạo hàn mang chém về phía yết hầu của người áo đen. Chỉ bằng vào thanh đạo môn ngươi à? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, vừa hay trúng chủy thủ của Dương Diệp, chủy thủ rung mạnh, sau đó thì ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp biến sắc, mà lúc này, người áo đen đó đã tới trước mặt hắn, cùng lúc đó. Hai ngón tay của người áo đen đã cách yết hầu hắn 1 cm, muốn đâm thủng yết hầu hắn. Phản ứng của Dương Diệp không chậm, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, sau đó cả người lướt ra sau xa mấy trượng,
nhưng ngay sau đó, cả người hắn lại như mũi tên rời cung bắn tới. Chết đi! Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, chân Dương Diệp mang theo tiếng khí nổ bén nhọn hung hăng đá về phía người áo đen đó. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Người áo đen vừa dứt lời, ngón tay hắn lại chỉ ra một cái, một đạo kình phong năng lượng cường đại xuất hiện bốn phía người áo đen, mà ngón tay người áo đen đi qua đâu là không gian vặn vẹo tới đó, thanh thế vô cùng khiếp người. Bùm! Chân và ngón tay chạm nhau, một tiếng nổ vang lên, lực lượng cường đại khiến cho không gian ở vị trí hai người tiếp xúc trong nháy mắt bị chấn vỡ. Mà hai người cũng đều lùi ra sau 10 bước. Ngươi là người của ám môn thanh đạo môn hay là thanh đạo đồ? Người áo đen trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Ám môn, thanh đạo đồ. Dưới mũ rộng vành màu đen, Dương Diệp khẽ cau mày, lập tức nói. Đối phó với Vân Tiêu Thánh Điện ngươi, cần người của ám môn và thanh đạo đồ à? Người của môn ta là đủ rồi. Nói xong, Dương Diệp lại lao tới. Đại Dương Diệp và người áo đen này đại chiến một hồi, thần sắc hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, ý thức chiến đấu của người áo đen này thật sự rất mạnh, cộng với chi kỹ của hắn cực kỳ cường hãn, không ngờ có thể chống đỡ được lực lượng nhục thân của hắn. Tuy rằng hắn chỉ sử dụng khoảng 7 thành lực lượng, nhưng thế cũng đã tương đương với lực lượng yêu thú hoàng cấp rồi. Ngoài giao chiến với người áo đen, Dương Diệp cũng tranh thủ nhìn bốn phía, hắn phát hiện tình huống có chút không ổn, đám người dư cương tuy rằng cũng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng so với những người áo đen này thì vẫn hơi yếu. Hơn nữa những người áo đen chiếm ưu thế về nhân số. Bởi vậy, chiến đấu lúc này Vô Song Thành đã bị áp chế. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, không tử chiến với người áo đen nữa, đột nhiên một quyền đánh lên ngón tay đang điểm tới của người áo đen. Lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho ngón tay của người áo đen cong lại, mà người áo đen sau khi trúng một kích này phải lui tới gần trăm trượng. Một kích đánh lui người áo đen, Dương Diệp không dừng lại, thân hình chợt lóe lên, nhảy vào trong đám người của Vân Tiêu Thánh Điện, từng quyền đánh ra. Tất cả mọi người ngây ngốc. Phàm là người tiếp xúc với quyền đầu của Dương Diệp, toàn bộ không phải vẫn diệt ngay tại chỗ thì chính là cụt tay, hoặc là trọng thương. Nghiền ép chân chính. Có Dương Diệp gia nhập, cục diện trong nháy mắt đã nghịch chuyển, người áo đen lúc trước giao thủ với Dương Diệp lại chắn trước mặt Dương Diệp, nhưng mà lần này, người áo đen lại bị một quyền của Dương Diệp đánh bay mấy trăm trượng. Không đến thời gian 20 hơi thở, Dương Diệp trực tiếp giết gần 30 người của Vân Tiêu Thánh Điện. Hiện tại, bên Vô Song Thành dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp đã chiếm được thượng phong. Rút lui. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Nghe vậy, những người áo đen không chút do dự, xoay người chớp tắt mấy cái liền biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ có người áo đen giao thủ với Dương Diệp là ở lại. Người rốt cuộc là ai? Người áo đen nhìn chằm chằm Dương Diệp. Một đệ tử nho nhỏ của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp nói. Được, tốt lắm, Thanh Đạo Môn. Người áo đen trầm giọng nói một câu, sau đó xoay người biến mất trong tầm mắt mọi người. Hay cho một Thanh Đạo Môn. Việc này Vân Tiêu Thánh Điện ta sẽ nhớ kỹ. Chân trời truyền đến một đạo thanh âm. Vân Tiêu Thánh Điện là cái thá gì? Ta đại biểu cho Thanh Đạo Môn để lại lời nói ở đây. Bắc giới này là địa bàn của Thanh Đạo Môn. Ngày sau chỉ cần người của Vân Tiêu Thánh Điện dám đến, ta thấy một tên thì giết một tên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường. Vì lời này của ngươi, tất cả đệ tử Thanh Đạo Môn ở Nam giới toàn bộ sẽ không về được. Chân trời lại truyền đến một đạo thanh âm, có điều lần này thanh âm đã nhỏ hơn, hiển nhiên đối phương đã đi rồi. Nghe vậy, Dương Diệp mừng lắm, không về càng tốt. Tốt nhất là Thanh Đạo Môn và Vân Tiêu Thánh Điện giết nhau tới máu chảy thành sông. Vị huynh đệ này, đa tạ. Lúc này, Dư Cương đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, ôm quyền nói với hắn. Hơn 10 người kỵ binh còn sống sót ở chung quanh cũng ôm quyền với Dương Diệp, thần sắc có chút cung kính. Ngươi là đệ tử Thanh Đạo Môn. Đúng lúc này, Thiên Kiều đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp không để ý tới Thiên Kiều, mà ánh mắt nhìn về phía lão già không biết từ khi nào đã ngồi lại trên vân câu, giống như cảm nhận được ánh mắt của Dương Diệp, lão già cũng nhìn về phía hắn, sau đó hơi gật đầu với hắn, nói. Đa tạ tiểu ca. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Ta cũng muốn tới Vô Song Thành, thuận đường không? Thế thì tốt quá. Dư Cương vội vàng nói.
không biết phải xưng hô với huynh đệ thế nào. Dương Dương. Dương Diệp thuận miệng nói. Dương huynh, đa tạ chuyện lúc trước. Dư Cương lại ôm quyền nói với Dương Diệp. Nếu không phải có Dương huynh, hậu quả chúng ta phải gánh chịu sợ là không thể lường được. Hừ. Đúng lúc này, thiên kiều đó đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Các ngươi nhìn thấy chưa, vừa rồi những người áo đen này vừa tới, tên phế vật của cổ kiếm trai trực tiếp bỏ chạy, đúng là mất mặt. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Vẫn là đệ tử thanh đạo môn dũng mãnh phi thường, giống như Tiêu ca lúc trước vậy, không, Dương ca so với Tiêu ca năm đó còn dũng mãnh hơn. Dương ca, Dương Diệp dùng mình, hắn có chút muốn cắt đầu nữ nhân này. Dư Cương lắc đầu, nói. Vốn ta cho rằng hắn nói gặp phải nguy hiểm sẽ chạy ngay là nói đùa, nhưng không ngờ. Ai, trước đây ta không nghĩ đệ tử cổ kiếm trai lại có hạng người rất sợ chết như vậy. Dương Diệp lắc đầu, cũng không giải thích, hắn sở dĩ ra tay giết những người đó, mục đích chủ yếu là vì Vân Tiêu Thánh Điện và Thanh Đạo Môn đều là kẻ địch của hắn, chứ không phải vì những người này. Về phần bọn họ nhìn nhận như thế nào, đối với hắn mà nói thì không quan trọng. Đa tạ chuyện lúc trước. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến từ phía sau Dương Diệp. Dương Diệp theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương đang đứng sau lưng hắn. Tiểu cô nương rất nhỏ, chỉ khoảng 10 tuổi, sau đầu còn thắt một cái bím nhỏ. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng trên mặt tiểu cô nương lại mang theo vẻ thành thục, điều này khiến cho Dương Diệp có chút kinh ngạc. Tam tiểu thư. Nhìn thấy tiểu cô nương, Dư Cương vội vàng nghênh đón, nói. Tiểu thư sao lại ra đây? Tiểu cô nương phất tay, nàng ta nhìn thi thể kỵ binh đã chết trận ở xung quanh, sau đó cúi cười với những thi thể này, nói. Chư vị vì ngọc vô song ta mà chết, ta xin ghi nhớ trong lòng, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà các ngươi. Cương thúc, nhớ kỹ, sau khi về thành, phàm là binh lính cấm vệ đã hy sinh, thưởng 1 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Người nhà cũng được hưởng sự bảo hộ và phúc lợi tốt nhất của vô song thành. Mà N1 quy hướng binh lính còn sống thì thưởng cho 1 năm cung phụng. Đa tạ tam tiểu thư. Dư Cương và những binh lính sống sót lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vái lại tiểu cô nương. Là ta nên đa tạ các ngươi. Trong mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ thương cảm. Trên đường đi, nếu không có sự hy sinh của các ngươi, ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Bảo hộ tam tiểu thư là chức trách của mỗi người trong vô song thành. Dư Cương giận dữ hét lên. Bảo hộ tam tiểu thư là chức trách của mỗi người trong vô song thành. Những binh lính còn lại cũng gầm lên. Không đơn giản. Dương Diệp quan sát tiểu cô nương này, thủ đoạn của tiểu cô nương này không đơn giản, nhưng con người càng không đơn giản hơn, bởi vì tiểu cô nương này không ngờ là cường giả hoàng giả cảnh. 10 tuổi đã là hoàng giả cảnh. Ngọc vô song gật đầu. Sau đó nhìn về phía đó đám người thiên kiều. 4 vị, các ngươi cũng thấy đấu, kẻ địch của vô song thành ta chính là Vân Tiêu Thánh Điện, nếu các ngươi hiện tại rời đi, ta cũng sẽ không trách các ngươi, cũng sẽ không nói ra chuyện này. Đám người thiên kiều hơi biến sắc, bọn họ cũng muốn đi, bởi vì sau khi biết kẻ địch của vô song thành là Vân Tiêu Thánh Điện, bọn họ quả thật không muốn nhúng tay vào. Nhưng nếu cứ vậy rời đi, một khi chuyện truyền ra, vậy sẽ bị Vân Hải Thư Viện đuổi học. Thanh Đạo Môn và Cổ Kiếm Trai coi trọng mặt mũi, Vân Hải Thư Viện cũng vậy. Về phần tam tiểu thư nói sẽ không truyền ra ngoài, bọn họ không dám tin. Hứa Văn cười khổ, nói. Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta lúc trước quá tham lam, tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngọc Vô Song nói. Chư vị yên tâm, lần này Vân Tiêu Thánh Điện thất bại, nếu ta đoán không sai, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khẳng định sẽ không đến nữa. Cho nên... Nói không chừng quãng đường còn lại của chúng ta sẽ rất bình yên. Hy vọng được như tam tiểu thư nói. Hứa Văn nói. Ngọc Vô Song xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thể nói chuyện trong Vân Câu không? Một tiểu cô nương mà lại chín chắn như vậy, điều này khiến cho Dương Diệp có chút không thích ứng. Hắn do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn cũng rất hiếu kỳ muốn biết tiểu cô nương này muốn nói chuyện gì với hắn. Trong Vân Câu. Tiểu cô nương ngồi xếp bằng trước bàn ngọc, sau đó nói với Dương Diệp. Ta nên gọi ngươi là Dương Dương, hay là Diệp Dương, hay là... Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song hồi lâu, sau đó nói. Ngươi nhìn thấu ta từ lúc nào?
Ngọc thủ ngọc vô song nhẹ nhàng vung lên, chén trà ở trước mặt nàng ta bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Mời uống trà. Dương Diệp nhận lấy chén trà, sau đó ngồi xuống trước mặt Ngọc vô song, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói. Ta là kẻ thô hào, không biết uống trà. Dương huynh quả nhiên rất thẳng thắn. Ngọc vô song cười nói. Không hổ là người dám đá quan tài của Thanh Đạo Môn. Tìm ta có việc gì à? Dương Diệp hỏi, Ngọc vô song này rất chín chắn, hắn không thích lắm, bởi vì thành phần giả dối của đối phương quá nhiều, mang tới cho hắn cảm giác không thật thà. Ngọc vô song nói. Dương huynh chắc là mới từ Minh Võ Thành đi ra, về phần nơi muốn đến, hẳn là Vô Song Thành, sau đó lợi dụng truyền tống trận của Vô Song Thành trở lại Cổ Kiếm Trai. Không biết ta nói có đúng không? Đúng. Dương Diệp nói. Vô Song Thành là nhà của ta, truyền tống trận đó cũng là của nhà ta. Ngọc Vô Song nói. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, giọng nói rất bình tĩnh. Ta có thể bảo vệ ngươi trở lại Cổ Kiếm Trai. Không. Dương Diệp nói. Ta quen hai nữ nhân, thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều nam nhân mà ta đã từng gặp. Cho nên, ta chưa từng khinh thị nữ nhân, cũng không khinh thường ngươi, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Hai mắt Ngọc Vô Song sáng lên, nói. Nữ tử có thể khiến Dương huynh khen ngợi, chắc hẳn là rất xuất sắc. Dương Diệp xua tay, nói. Ta không thích nói chuyện phiếm với ngươi, có việc gì thì nói đi. Dương huynh cảm thấy ta còn nhỏ phải không? Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp không nói nữa, đứng dậy, sau đó đi ra ngoài vân câu. Nghe nói Dương huynh có hai hồng nhan tri kỷ, còn là một đôi hoa tỉ muội, ta nghĩ, Dương huynh nhất định không muốn bọn họ xảy ra bất trắc gì chứ. Ta, Ngọc Vô Song còn chưa nói xong thì cảm thấy hoa mắt, Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Tiếp theo, nàng ta lập tức cảm thấy cổ cứng ngắc, muốn hít thở cũng khó. Mà đúng vào lúc này, lão già đánh xe xuất hiện bên trong vân câu. Thả nàng ta ra. Hai tay lão già chậm rãi nắm chặt, trong mắt mang theo sát ý. Dương Diệp không để ý tới lão già, mà vẫn nắm chặt tay, nói. Ta chỉ muốn đi nhờ xe, không có bất kỳ ác ý gì với Vô Song Thành của ngươi, không chỉ không có ác ý, lúc trước ta còn ra tay giúp ngươi. Nhưng ngươi thì làm ngược lại, không chỉ không thật lòng cảm tạ, ngược lại còn muốn lợi dụng ta, vì để lợi dụng ta, còn uy hiếp ta. Tiểu nha đầu lừa đảo. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi à? Ngươi có muốn thử không? Chỉ cần ngươi chớp mắt hai cái, ngươi có thể biết ngay là ta có dám giết ngươi hay không? Dương Diệp, ngươi nếu dám động tới nàng ta. Lão già đang muốn nói gì đó thì Dương Diệp đã trực tiếp ngắt lời. Ngươi nói thêm một chữ là ta sẽ bẻ cổ nàng ta, ngươi có muốn thử không? Sắc mặt lão già trầm xuống, môi run run, chung quy cuối cùng không dám nói gì. Cả khuôn mặt Ngọc Vô Song đều trở nên tím tái, tay Dương Diệp lại không hề có dấu hiệu thả lòng, lão già hai tay nắm chặt, nhưng không dám động thủ. Nhìn Ngọc Vô Song một lúc, Dương Diệp đột nhiên buông tay, Ngọc Vô Song trực tiếp ngã xuống đất, hít thở phì phò, lão già liền muốn động thủ, Ngọc Vô Song lại xua tay, nói. Lý Thúc, ngươi ra ngoài đi. Lão già nhìn Dương Diệp, lại nhìn Ngọc Vô Song, cuối cùng, lão gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Xem ra ta đã tính sai tính cách của ngươi rồi. Ngọc Vô Song nói. Cũng xem nhẹ đảm lượng của ngươi, biết rõ bên ngoài có bán thánh cao cấp, ngươi vẫn dám động thủ. Không thể không nói, đảm lượng này của ngươi thật sự rất lớn. Dương Diệp đi đến trước mặt Ngọc Vô Song, sau đó cười khẽ, nói. Vừa rồi rõ ràng có sợ, nhưng lại giả vờ như không sợ. Ngươi sống thật sự là mệt quá đấy. Nói xong, Dương Diệp xoay người ra khỏi vân câu. Dương Diệp không nhìn thấy, Ngọc Vô Song sau khi hắn nói xong câu đó thì cứng đờ tại chỗ, giống như bị điểm huyệt. Ra khỏi, lão già đó liền chắn trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nói, đừng đùa nữa, hiện tại đừng nói ngươi, cho dù là thánh chủ của Vân Tiêu Thánh Điện muốn giết ta, Cổ Kiếm Trai cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, ngươi hay là bớt chút khí lực và nước bọt đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp lóe lên, trực tiếp vòng qua lão già. Ngồi lên thiên mã của mình. Dương Diệp vừa ngồi xuống thiên mã, Thiên Kiều đã cưỡi thiên mã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi cầm miệng cho ta, bằng không ta sẽ không nhịn được mà tát ngươi đó. Dương Diệp thật sự không muốn phí nước bọt với nữ nhân này.
Thiên Kiều lại không tức giận, ngược lại còn cười nói. Quả nhiên, nam nhân của Thanh Đạo Môn các ngươi đều cường thế, ta thích loại nam nhân cường thế như người, giống như Tiêu học trưởng lúc trước. Tay phải Dương Diệp từ từ nắm chặt, ngay khi hắn chuẩn bị đấm một quyền vào mặt nữ nhân này thì Ngọc Vô Song đột nhiên cưỡi thiên mã đi tới bên cạnh hắn, sau đó cười nói. Dương huynh hãy nghĩ cho kỹ, gia gia của thiên tiểu thư này không chỉ là chuẩn thánh giả, mà bà ngoại của nàng ta cũng là một trong thất thánh của Vân Hải Thư Viện, đó là thánh giả hàng thật giá thật đấy. Hơn nữa, gia gia và nãi nãi của nàng ta cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu ai khi dễ thiên tiểu thư, gia gia và nãi nãi của nàng ta khẳng định sẽ bất chấp tất cả mọi giá để báo thù cho nàng ta. Thiên Kiều cười ngạo nghễ, nói. Đúng vậy, ở cảnh nội Thanh Châu này, ai dám khi dễ ta? Đúng rồi, Dương Diệp đó, hừ, hắn dám giết Tiêu Vũ học trưởng, đừng để ta gặp phải hắn, bằng không ta nhất định sẽ phế hắn, khiến hắn cả đời phải làm thái giám. Thiên Kiều, ai lại khi dễ ngươi thế? Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, tiếp theo, một nam tử mặc áo bào trắng từ xa bay tới. Lúc đầu, nam tử mặc áo trắng vẫn còn ở ngoài nghìn trượng, nhưng ngay sau đó, nam tử mặc áo trắng đã xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Húc Vô Sinh học trưởng. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, đám người Vân Hải Thư Viện kinh hãi. Mà Thiên Kiều thì trực tiếp xông tới ôm lấy Húc Vô Sinh, sau đó trong ánh mắt của mọi người, trực tiếp hôn lên miệng nam tử mặc áo trắng đó. Người của Vân Hải Thư Viện có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám nói gì. Húc Vô Sinh. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, trong mắt Ngọc Vô Song hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nàng ta nhìn Dương Diệp, nói. Húc Vô Sinh này là thiên tài siêu cấp của thế hệ trẻ tuổi Vân Hải Thư Viện, trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Hải Thư Viện, hắn ít nhất có thể xếp trong 10 thứ hạng 10. Ngọc cô nương nói đùa rồi. Lúc này, Húc Vô Sinh đó đột nhiên dắt tay Thiên Kiều đi tới trước mặt Ngọc Vô Song, nói. Chỉ là hư danh thôi, so với Lục Uyển Nhi của Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Phu của Thanh Đạo Môn, Hư Vô Thần của Vô Cực Ma Tông, còn có Thiểu Điện Chủ của Vân Tiêu Thánh Điện, ta vẫn còn kém xa. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói. Húc công tử khiêm tốn quá, lần này Húc công tử tới, chắc là để đón đám người thiên cô nương à. Húc Vô Sinh gật đầu nói. Lần này tới, trừ việc này ra còn có một việc nữa, đó chính là muốn nhờ Ngọc tiểu thư giúp đỡ. Hả? Ngọc Vô Song có chút kinh ngạc, nói. Không biết là chuyện gì? Húc Vô Sinh nói. Hệ thống tình báo của Ngọc gia là thiên hạ vô song. Tê hy vọng Ngọc tiểu thư giúp ta tìm ngươi. Ai? Dương Diệp. Húc Vô Sinh nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nhìn về phía Húc Vô Sinh. Ngọc Vô Song cũng hơi ngẩn ra, sau đó nói. Không biết Húc công tử tìm hắn để làm gì? Đương nhiên là để cho hắn một bài học rồi. Húc Vô Sinh lạnh lùng nói. Người này giết đệ tử của Vân Hải Thư Viện ta, lại miệt thị Vân Hải Thư Viện, là đệ tử của Vân Hải Thư Viện. Loại chuyện này ta sao có thể bỏ qua? Nhưng Húc công tử hình như đã là hoàng giả cảnh. Ngọc Vô Song nói. Yên tâm. Húc Vô Sinh nói. Ta sẽ không bắt nạt hắn, ta sẽ dùng một tay để giao thủ với hắn. Một tay. Dương Diệp nhìn Húc Vô Sinh, sau đó lắc đầu. Thực lực của Húc Vô Sinh chắc mạnh hơn man phách kia một chút, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn chắc không đánh lại được man phách, bởi vì man phách đó hung dữ hơn. Một tay. Vẻ mặt Ngọc Vô Song cứng đờ, nàng ta liếc Dương Diệp, sau đó nói. Húc công tử xem ra rất có lòng tin đối với bản thân. Nàng ta không biết thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng từ lúc trước Dương Diệp xuất thủ cho thấy, thực lực Dương Diệp chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Trận đánh của Dương Diệp ở Minh Võ Thành, có lẽ vẫn chưa triệt để truyền ra, hoặc là bị Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn phong tỏa tin tức, nhưng nàng ta biết, nói đùa à. Thực lực của đệ tử áo bào trắng đó của Thanh Đạo Môn nàng ta biết rất rõ, có thể nói, tùy tiện cử một đệ tử áo bào trắng đã đủ để hơn những thị vệ tinh anh nàng ta dẫn theo này rồi, nhưng cho dù là vậy, những người đó vẫn không thể chống đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Mà Húc Vô Sinh trước mắt này lại muốn đối phó với Dương Diệp bằng một tay. Kỳ thật một tay là đã quá coi trọng hắn rồi. Khóe miệng Húc Vô Sinh lộ ra vẻ châm chọc, nói. Người này chỉ biết bắt nạt đám đệ tử làng nhàng của Thanh Đạo Môn, hắn chưa gặp phải ta thôi, nếu gặp ta sớm, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Ta biết, Ngọc tiểu thư có thể sẽ cảm thấy ta tự đại, có điều, ta chỉ muốn nói,
ta muốn giết hắn, thật sự không phải là việc gì khó. Nói xong, một cỗ uy áp khủng bố từ trong cơ thể Húc Vô Sinh bạo phát ra, khi cỗ uy áp này xuất hiện, sắc mặt đám người Ngọc Vô Song lập tức biến đổi. Chiến ý thiên cấp nhị trọng. Trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ hứng thú, hắn không ngờ đối phương là chiến ý thiên cấp nhị trọng, lần này hắn đánh giá nhầm rồi. Chiến ý thiên cấp nhị trọng. Thiên Kiều đầu tiên là ngẩn người, sau đó hưng phấn ôm lấy Húc Vô Sinh, sau đó thì ghé vào tai hắn nói khẽ. Đêm nay lão nương sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Húc Vô Sinh nhìn đám người Ngọc Vô Song một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Húc công tử có vốn liếng để cuồng vọng. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nói một câu. Húc Vô Sinh cười ha ha, nói. Nghe nói Dương Diệp đó có hai hồng nhan chi kỷ. Cũng nhờ Ngọc Tiểu Thư tra xét nơi hạ lạc của họ giúp ta, tốt nhất là tìm thấy bọn họ trước khi Dương Diệp tìm tới. Ta muốn Dương Diệp phải thấy nữ nhân của mình phải chịu nhục ở trước mặt hắn. Ta muốn thế nhân biết rằng, kết cục đắc tội với Vân Hải Thư Viện ta so với đắc tội với Thanh Đạo Môn thì khủng bố hơn gấp 10 lần. Ngọc Vô Song biến sắc, nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp đã biến mất trên thiên mã. Vốn là đối với Thiên Kiều và Húc Vô Sinh này, Dương Diệp không có một chút hứng thú nào, cũng không muốn trêu chọc đối phương, càng không muốn trêu chọc Vân Hải Thư Viện. Dù sao hắn cũng không phải là một người điên. Nhưng, hắn không ngờ, đối phương lại có ý đồ với Phạm Mộc, Dương Diệp tuyệt đối không thể tha thứ cho điều này. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, hơn nữa lại xuất kỳ bất ý, bởi vậy Húc Vô Sinh khi phục hồi lại tinh thần thì quyền đầu của Dương Diệp đã tới trước mặt hắn. Húc Vô Sinh kinh hãi, có điều hắn phản ứng cũng không chậm, mũi chân xoay tròn, cả người dùng một loại phương thức quỷ dị cong lại, tránh được một quyền đó của Dương Diệp. Không chỉ như vậy, chân phải hắn còn đột nhiên về phía mặt Dương Diệp. Có điều chân phải hắn vừa nhấc lên, đã bị một cước của Dương Diệp cản lại. Tiếp theo một quyền đầu trực tiếp đánh lên ngực hắn, Húc Vô Sinh rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, sau đó thì cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp không cứ vậy mà dừng tay, ra ngoài Húc Vô Sinh bay đi, thân hình hắn khẽ động, nháy mắt đã lại tới trước mặt Húc Vô Sinh, sau đó đột nhiên đá một cước vào bụng Húc Vô Sinh. Húc Vô Sinh lại phun ra một ngụm tinh huyết, cả người cong veo bay tuốt ra xa mấy trăm trượng. Ngăn hắn lại. Lúc này, đám người Hứa Văn đã phục hồi tinh thần, nhìn thấy Dương Diệp vẫn muốn động thủ, Hứa Văn biến sắc, liền muốn xuất thủ, bất kể là thế nào, Húc Vô Sinh cũng là đệ tử của Vân Hải Thư Viện, bọn họ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Có điều khi hắn muốn động thủ thì Thiên Kiều lại cản trước mặt bọn họ. Ngăn gì mà ngăn, cứ để họ đánh nhau. Nói xong, Thiên Kiều nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy hào quang hưng phấn. Đám người Hứa Văn. Ở bên cạnh, đám người Dư Cương nhìn về phía Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song trầm ngâm một thoáng, sau đó lắc đầu. Lúc này Dương Diệp rõ ràng đang ở trạng thái phẫn nộ, nàng ta không muốn chạm vào hắn. Khi Dương Diệp im lặng thì cả người đều có bộ dạng vô hại, nhưng một khi nổi điên, vậy hoàn toàn chính là một kẻ điên không hơn không kém. Lần này, Húc Vô Sinh không cho Dương Diệp cơ hội ra quyền nữa, khi vừa rơi xuống đất hắn liền đứng lên, lúc này, quần áo trên thân hắn đã nát vụn, bên trong là một chiếc giáp mềm đen nhánh, có điều lúc này giáp mềm đã nứt ra. Giống như ngươi, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, còn muốn đi tìm Dương Diệp, người yếu như vậy, Vân Hải Thư Viện có biết không? Dương Diệp nói xong, bước về phía trước một bước, chỉ một bước, Dương Diệp liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Húc Vô Sinh, mà lúc này, trong cơ thể Húc Vô Sinh đột nhiên bộc phát ra một cỗ chiến ý khủng bố, chiến ý giống như núi lớn đè về phía Dương Diệp, có điều chiến ý khủng bố này lại bị một quyền của Dương Diệp đánh tan. Tiếp theo, hắn cảm thấy yết hầu mình bị tóm lấy. Húc Vô Sinh hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Chiến ý thiên cấp nhị trọng à? Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói. Chiến ý phù phiếm, ngay cả chiến ý thiên cấp nhất trọng cũng không được tính, nực cười. Dương Dương. Đúng lúc này, Thiên Kiều ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Ngươi đã thắng rồi, thả hắn ra. Thả thì được gì? Dương Diệp hỏi. Thiên Kiều hơi ngẩn ra, nói. Hắn là người của Vân Hải Thư Viện chúng ta, ngươi. À, Húc Vô Sinh đột nhiên hét thảm một tiếng, mọi người ở bên cạnh biến sắc, bởi vì một cánh tay của Húc Vô Sinh đã bay ra ngoài. Mà Thiên Kiều sau khi ngẩn người một thoáng thì càng hưng phấn hơn. Khi nhìn Dương Diệp, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
10 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp hờ hững nói. Ngươi cũng biết ta là ai rồi đấy, ta chính là. Húc Vô Sinh nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc, còn chưa nói xong thì tay Dương Diệp đã đột nhiên đặt lên trên vai hắn, nói. Có hay là không? Nói xong, Dương Diệp lại lắc đầu, nói. Đối với người như ngươi, ta vẫn rất hiểu, cho nên, ta quyết định binh trước lễ sau. Nói xong, tay Dương Diệp đột nhiên dùng sức, cánh tay Húc Vô Sinh trực tiếp bị vặt xuống. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Ngọc Vô Song lại biến đổi, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã có thêm vẻ kiêng kỵ. Thiên Kiều, cứu mạng, cứu mạng. Húc Vô Sinh nhìn về phía Thiên Kiều, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Thiên Kiều nhìn Húc Vô Sinh, trong mắt mang theo một tia thương hại và châm chọc, tiếp theo, tay phải nàng ta vung lên, một giới chỉ xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bên trong có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, thả hắn ra. Dương Diệp tiếp nhận giới chỉ, sau đó thả Húc Vô Sinh ra. Húc Vô Sinh ngã vật xuống đất, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới trên cánh tay gãy của Húc Vô Sinh bay vào trong tay hắn, tra thử, chỉ có mấy ngàn đá năng lượng siêu phẩm. Vì sao? Húc Vô Sinh đột nhiên hỏi. Hắn biết, mình đụng phải cường giả, hơn nữa còn là một vị cường giả siêu cấp, nhưng hắn không rõ vì sao vị cường giả siêu cấp này lại muốn ra tay với hắn. Nhìn ngươi khó chịu. Dương Diệp thuận miệng nói một câu. Sắc mặt Húc Vô Sinh vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói. Hay cho một đệ tử thanh đạo môn, vô cùng bá đạo, thù này ta nhớ kỹ. Ngươi không có cơ hội đâu. Nói xong, một đạo hàn quang lóe lên, đầu Húc Vô Sinh trực tiếp bay đi. Lúc này, mọi người hóa đá, bao gồm cả đám người Ngọc Vô Song. Ngươi nói không giữ lời. Thiên Kiều nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt nàng ta rất khó coi. Dương Diệp nói, ta đã thả hắn rồi, nhưng hắn lại cứ thích uy hiếp ta, con người của ta luôn thích bóp chết nguy hiểm ngay trong trứng nước. Với loại tính cách này của ngươi, không sống được lâu đâu. Thiên Kiều trầm giọng nói. Dương Diệp cười nói. Cho nên, ta luôn cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Hắn biết tính cách của mình quá cứng, cũng biết loại tính cách này rất dễ gây chuyện, gây thù chuốc oán. Nhưng hắn không muốn sửa, ủy khuất mình để người khác thư thái. Không, hắn thích khiến người khác ủy khuất còn mình thì thư thái. Tựa như Húc Vô Sinh này, hắn biết, giết Húc Vô Sinh rồi, có thể sẽ đắc tội với Vân Hải Thư Viện. Nhưng không giết hắn, bản thân hắn sẽ khó chịu, bởi vì có một số người nếu nhường một bước, hắn sẽ cảm thấy người dễ bắt nạt, cho nên cái người đổi lấy chỉ tổ là sự lấn tới của hắn. Đương nhiên, Dương Diệp cũng minh bạch, muốn làm việc thoải mái theo ý mình thì phải có thực lực cường đại. Cho nên, đúng, như hắn nói, hắn vẫn luôn cố gắng khiến bản thân trở nên. Tay cường giả nắm giữ vận mệnh của mình, miệng cường giả nắm giữ quyền lên tiếng, quyền của cường giả ngươi đạo lý. Thực lực của ngươi nếu mạnh, cho dù chỉ vào một tảng đá rồi nói nó là vàng, cũng không có ai dám phản đối. Làm nam nhân của ta nhé. Thiên Kiều bỗng nhiên nói. Ta không có một chút hứng thú nào với thứ đã qua tay nhiều người. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Thiên Kiều, sau đó xoay người nhảy lên thiên mã của mình. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Thiên Kiều có chút khó coi. Dương Diệp lại không để ý tới nàng ta, mà nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Đê Ngọc tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta có thể đi được rồi đấy. Ngọc Vô Song nhìn Thiên Kiều, sau đó gật đầu nói. Xin Dương Huynh ngồi vào Vân Câu, yên tâm, ta nhận được một số TC anh tức, mà những tin tức này, chắc khiến Dương Huynh cảm thấy hứng thú. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Dương, ngươi có ý gì? Lúc này, đó Thiên Kiều đột nhiên cản trước mặt Dương Diệp, nói. Chỉ nam nhân các ngươi được phép chơi nữ nhân, còn không cho nữ nhân chúng ta chơi nam nhân à? Ngươi! Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Kiều, sau đó bóp lấy cổ nàng ta, nói. Đầu tiên, ngươi muốn chơi ai, đó là quyền tự do của ngươi, ta không có hứng thú quan tâm. Nhưng, ngươi đừng có lải nhải ở trước mặt ta được không? Ta rất muốn một quyền đánh nát đầu ngươi, nhưng nghĩ lại thì thấy nên bỏ đi, bởi vì ta thật sự không muốn đánh một đứa trẻ như ngươi rồi sau đó để người lớn nhà ngươi tới tìm ta. Ta hiện tại, thật sự rất bận, thật sự không có thời gian chơi với gia gia nãi nãi ngươi.
Nhưng ngươi nếu cứ lải nhải trước mặt ta thì ta sợ ta sẽ không nhịn được nữa đâu. Nói xong, Dương Diệp thả tay, Thiên Kiều lập tức ngã xuống đất. Ngươi, ngươi dám đối đãi với ta như vậy? Trong mắt Thiên Kiều hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng Dương Diệp lại không để ý nàng ta, trực tiếp đi theo Ngọc Vô Song vào Vân Câu. Ngươi đã thương lòng tự tôn của nàng ta như vậy, không sợ nàng ta trả thù à? Thực lực của nàng ta tuy rằng không mạnh, nhưng lại có rất nhiều nam nhân ở Vân Hải Thư Viện, dù sao gia gia và nãi nãi của nàng ta cũng có chức vị quan trọng ở Vân Hải Thư Viện, giữ mối quan hệ tốt với nàng ta sẽ có rất nhiều lợi ích ở Vân Hải Thư Viện. Hơn nữa nàng ta trông cũng xinh mà. Ngọc Vô Song nói. Nói chuyện chính đi. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói. Được, vậy nói chuyện chính. Có hai chuyện. Thứ nhất, ở Nam Giới, Vân Tiêu Thánh Điện đột nhiên ra tay với Thanh Đạo Môn. Hơn 1.000 đệ tử Thanh Đạo Môn toàn bộ bị thanh tẩy, không còn một người sống. Thanh Đạo Môn vì trả thù, cũng thanh tẩy rất nhiều người của Vân Tiêu Thánh Điện ở Bắc Giới. Chúc mừng ngươi, mưu kế của ngươi đã thành công, hiện tại Vân Tiêu Thánh Điện và Thanh Đạo Môn đang ở trạng thái đối địch rồi. Vân Tiêu Thánh Điện vì sao muốn bắt ngươi? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn biết, Vân Tiêu Thánh Điện sở dĩ trả thù Thanh Đạo Môn như vậy, là vì hắn đã phá hủy kế hoạch của bọn họ. Nói cách khác, nữ nhân trước mắt này rất quan trọng với Vân Tiêu Thánh Điện. Bởi vậy Vân Tiêu Thánh Điện mới trả thù Thanh Đạo Môn. Sắc mặt Ngọc Vô Song hơi trầm xuống, sau đó nói. Bởi vì thể chất của ta rất đặc thù, cho nên, thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện muốn bắt ta làm lô đỉnh. Lô đỉnh. Dương Diệp hơi biến sắc, chẳng lẽ thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện muốn kết hôn với An Nam Tĩnh và Mục Hàn San cũng vì chủ ý này? Nghĩ vậy. Trong mắt Dương Diệp không khỏi lộ ra sát ý lạnh lẽo. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Không nói chuyện này nữa, còn có một chuyện, cũng có liên quan tới ngươi. Ta nói ra, ngươi chớ xung động đấy. Chuyện gì? Dương Diệp cau mày. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hai nữ nhân đó của ngươi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì theo tin tức ta nhận được, trong Thanh Đạo Môn hình như có cường giả sẽ xuất thủ với hai nữ nhân của ngươi. Về phần nguyên nhân chắc người biết. Đúng lúc này, Ngọc Vô Song lại nhíu mày, giống như nghe thấy gì đó. Một lúc sau, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Hai nữ nhân của ngươi 10 hơi thở trước đã lọt vào tay Khổng Liễm, kẻ còn được gọi là tử thần. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, nói. Xem ra ta vẫn chưa đủ độc ác, nàng ta ở đâu? Minh Võ Thành. Ngọc Vô Song nói. Coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Ngươi không trở về Cổ Kiếm Trai à? Ngọc Vô Song vội vàng hỏi. Không, sau khi giải quyết xong việc ta sẽ tới Thanh Đạo Môn. Thanh âm truyền đến, nhưng Dương Diệp đã ở xa ít nhất mấy trăm dặm. Cửa thành Minh Võ Thành. Trên đường thành, thi thể của người Thanh Đạo Môn vẫn treo ở đó. Chữ Dương Diệp để lại cũng vẫn còn, nhưng ở bên cạnh những thi thể bị treo lại có thêm một hàng thi thể. Những thi thể này toàn bộ là đệ tử của Cố Kiếm Trai, ước chừng 60 người. Mà phía dưới hơn 60 cỗ thi thể này có 4 gã đệ tử Kiếm Tông đang quỳ. 4 gã đệ tử Kiếm Tông này chính là 4 người Lâm Tiêu, nhưng không có Ngô Nham Trung. 4 người vẫn chưa chết, chỉ là đan điền của 4 người đã bị phá, xương cốt hai đầu gối cũng vỡ nát. Điều này đối với 4 người mà nói, so với chết còn khó chịu hơn. Ở cửa lớn dưới tường thành, một thanh niên ngồi xếp bằng. Thanh niên mặc áo đay, trên cổ đeo một chuỗi đầu lâu to màu trắng. Hai mắt hắn khép hờ, hai tay kết thủ ấn kỳ dị ở trước ngực, cả người giống như đang ngủ. Bên trái của thành là một nữ tử đang ngồi, chính là Khổng Liễm, mà hai bên nàng ta Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Lúc này, hai nàng hai mắt vô thần, vẻ mặt đờ đẫn, giống như si ngốc, hơi có chút quỷ dị. Ở chung quanh của thành có vô số người, những người này, có người là của Minh Võ Thành. Nhưng phần lớn là người của thành khác. Thanh Đạo Môn, báo thù tới rồi. Trong sân không biết ai nói khẽ một câu. Thực lực của thanh niên đó quả thật là khủng bố, đám người Lâm Tiêu được xưng là tam kiếm khách của Cổ Kiếm Trai. Nhưng mà không đỡ nổi một chiêu của hắn. Thực lực như vậy, các ngươi nói xem, hắn có phải chính là đệ nhất thiên tài thanh đạo phu của Thanh Đạo Môn hay không? Không đâu, thanh đạo phu từ một năm trước đã bước vào bán thánh. Mà thanh niên trước mắt này chỉ là tôn giả cảnh thượng phẩm, hắn sao có thể là thanh đạo phu? Và lại,
với sự cao ngạo của Thanh đạo phu, trừ phi Dương Diệp đó đạt tới bán thánh, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt đối phó Dương Diệp, muốn đối phó thì nên đi đối phó Lục Uyển Nhi mới đúng. Nhưng thực lực của thanh niên này quả thật rất khủng bố. Thực lực của đám người Lâm Tiêu mọi người cũng thấy rồi, tuy rằng mới là tôn giả cảnh, nhưng cường giả hoàng giả cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mấy người bọn họ ở trước mặt thanh niên cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Ta cảm thấy Dương Diệp đó lần này tiêu rồi. Không chỉ Dương Diệp, ta cảm thấy, rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai đều tiêu rồi. Các ngươi xem, người áo đen đó lại kéo thi thể tới rồi. Trong sân không biết ai đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Vô số người nhìn về xa xa, chỉ thấy một người áo đen đang kéo hơn 10 cỗ thi thể chậm rãi đi về phía mọi người, lưng những thi thể này đều đeo hộp kiếm có dấu hiệu của cổ kiếm trai. Người áo đen đi đến trước cửa thành, thuận tay ném một cái xích sắt trong tay hắn lập tức bắn lên tường thành, sau đó thì treo hơn 10 cỗ thi thể đó lên. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, người áo đen trực tiếp biến mất tại chỗ. Người áo đen này là người của ám môn Thanh đạo môn, thanh niên ngồi dưới đất hẳn là Thanh đạo đồ. Ở một góc nào đó, một nam tử áo hoa trầm giọng nói. Ám môn, Thanh đạo đồ. Nữ tử bên cạnh nam tử áo hoa nói. Chính là hai môn thần bí nhất và cũng là mạnh nhất trong Thanh đạo môn. Nam tử áo hoa gật đầu, nói. Ai, xem ra Thanh đạo môn nghiêm túc thật rồi. Dương huynh có nguy hiểm. Nam tử áo hoa và nữ tử ở bên cạnh hắn chính là Lý Mậu Trinh và Lý Thanh Y. Thanh đạo môn lần này quyết tâm muốn đòi nợ, Thanh đạo môn phát ra tin tức ở toàn bộ Bắc giới, dựng lôi đài ở cửa thành Minh Võ Thành, muốn phân cao thấp với đệ tử thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai. Không đúng, không phải phân cao thấp mà là phân sinh tử. Sau khi biết được tin tức này, Lý Mậu Trinh và Lý Thanh Y lập tức chạy tới đây, không chỉ bọn họ, vô số thiên tài và huyền giả Bắc giới đều tới Minh Võ Thành. Lần này, giữa cổ kiếm trai và thanh đạo môn tuy rằng không phải là bùng nổ chiến tranh một cách công khai, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một lần va chạm nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Thậm chí nếu làm không khéo thì hai thế lực cấp bạch kim ở Bắc giới sẽ có chiến tranh. Hai thế lực lớn này nếu đánh nhau, toàn bộ Bắc giới sẽ lập tức trở thành chiến trường, bởi vì ở Bắc giới này, tất cả thế lực dưới cấp bạch kim cơ hồ đều dựa vào cổ kiếm trai và thanh đạo môn. Có thể nói, Minh Võ Thành lúc này đã trở thành tâm điểm của tất cả thế lực Bắc giới. Cổ kiếm trai không phái người tới à? Lý Thanh Y hỏi. Lý Mậu Trinh nói. Thanh đạo môn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cổ kiếm trai sao có thể không có phản ứng? Nếu ta đoán không sai, các đại thiên tài của cổ kiếm trai chắc đều đang trên đường tới Minh Võ Thành. Chỉ là không biết Lục Uyển Nhi đó có đến hay không, nếu nàng ta cũng đến, như vậy thanh đạo phu của thanh đạo môn khẳng định cũng tới. Nếu hai người bọn họ đến, vậy giữa thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai và thanh đạo môn nhất định sẽ có một bên gặp tổn thất thảm trọng. Tóm lại, chuyện càng lúc càng không thể vãn hồi. Cổ kiếm trai lại có đệ tử chết. Trong sân không biết ai lại hô một câu. Mọi người nhìn sang, quả nhiên, trên tường thành lại có thêm hơn 10 cỗ thi thể, toàn bộ là đệ tử cổ kiếm trai. Vì sao Dương Diệp đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Hắn không phải là sợ rồi chứ? Chắc không đâu. Dương Diệp đó cũng là người hung ác, chắc không đến mức sợ hãi đâu, chắc là bởi vì có việc nên chậm trễ. Cũng không nhất định, hắn chỉ cần trở lại cổ kiếm trai, hắn cho dù thắng, cổ kiếm trai cũng sẽ bảo vệ hắn. Nếu hắn hiện tại về đây, nói không chừng sẽ phải chết. Phải biết rằng thanh đạo môn đã xuất động cả ám môn và thanh đạo đồ rồi. Yên tâm, cho dù Dương Diệp không xuất hiện, cũng sẽ có đệ tử khác của cổ kiếm trai đến đối chiến với nam tử thanh niên của thanh đạo môn này. Lúc trước thanh đạo môn bị vỗ vào mặt, nếu hiện tại Dương Diệp không đến, người bị đánh vào mặt lại chính là cổ kiếm trai. Đó là Dương Diệp à? Đúng lúc này, có người kinh hô. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một nam tử màu xanh trường bào màu xanh, lưng đeo hộp kiếm đang chậm rãi bước về phía cửa thành Minh Võ Thành. Ánh mắt Lý Mậu Trinh và Thanh Y cũng nhìn sang, hai người nhíu mày, bởi vì nam tử này không phải Dương Diệp. Hắn không phải Dương Diệp. Trong sân có người biết Dương Diệp, bởi vậy, khi nhìn thấy nam tử áo xanh này thì liền xác định không phải là Dương Diệp. Lúc này, thanh niên ngồi xếp bằng ở cửa thành đột nhiên mở mắt, hắn nhìn nam tử áo xanh, sau đó nói. Ngươi không phải Dương Diệp. Thanh đạo môn ngươi không phải muốn khiêu chiến với thiên tài thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai ta sao? Cho nên,
có phải Dương Diệp hay không không quan trọng, đúng không? Nam tử áo xanh nói. Thanh niên gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, vậy ra tay đi. Ong! Một tiếng kiếm vang từ hộp kiếm sau lưng nam tử áo xanh vang lên, tiếp theo, một cỗ kiếm ý khủng bố từ trong cơ thể thanh niên ùa ra. Kiếm ý thiên cấp nhất trọng. Có người kinh hộ. Nhưng mà đúng lúc này, cỗ kiếm ý của nam tử áo xanh tiêu tán, tiếp theo, trong ánh mắt mọi người, nam tử áo xanh ngã vật xuống. Yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh niên ở cửa thành, thanh niên vẫn ngồi xếp bằng ở đó, không hề có dấu vết từng động đậy. Quá yếu. Thanh niên lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Kiếm tu có kiếm ý thiên cấp quá yếu. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, đồng thời, cũng càng kinh sợ thanh đạo môn hơn. Mạnh quá. Ở bên cạnh, trong mắt thanh y cũng đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng ta căn bản không nhìn thấy thanh niên của thanh đạo môn xuất thủ như thế nào. Quá mạnh. Trong mắt Lý Mậu Trinh cũng đầy vẻ ngưng trọng. Ca, ngươi có thấy rõ hắn xuất thủ thế nào không? Lý Thanh Y hỏi. Chỉ nhìn thấy một chút tàn ảnh. Lý Mậu Trinh nói. Tốc độ của hắn đã hơn xa rất nhiều cường giả hoàng giả cảnh đỉnh phong, ít nhất cũng gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Kỳ thật, vào khoảnh khắc kiếm tu đó tỏa ra kiếm ý, hắn đã chết rồi, chỉ là vì tốc độ quá nhanh, ngay cả bản thân hắn cũng phát hiện. Người này là người có tốc độ nhanh nhất mà ta đã từng gặp. Nếu Dương Huynh hiện tại vẫn là thực lực lúc trước, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mắt này. Hắn sẽ đến chứ? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Nhất định sẽ đến. Lý Mậu Trinh khẳng định. Vì sao? Lý Thanh Y hỏi. Lý Mậu Trinh cười cười, không nói gì. Trong sân, tuy rằng đệ tử của cổ kiếm trai đó trực tiếp bị miểu sát, nhưng vẫn có đệ tử cổ kiếm trai xuất hiện. Sau đó tới khiêu chiến nam tử thanh niên đó. Có điều không có ngoại lệ, mỗi một đệ tử cổ kiếm trai đến cơ bản đều không thể đỡ được một chiêu. Trên tường thành đã có thêm hơn 40 thi thể của đệ tử cổ kiếm trai. Sau một khắc nữa, Dương Diệp nếu vẫn chưa đến thì phế một bàn tay của nữ nhân nhỏ hơn kia, sau hai khắc vẫn chưa đến thì phế bỏ tứ chi của nàng ta. Nam tử thanh niên ngồi xếp bằng ở cửa thành bỗng nhiên nói. Không, ta có cách tốt hơn. Khóe miệng Khổng Liễm lộ ra vẻ dữ tợn. Bên trong Lôi Phong Sơn Mạch, sắc mặt Dương Diệp lúc này có chút khó coi, bởi vì chung quanh hắn có gần trăm yêu thú cự ưng chim ưng khổng lồ, hoàng cấp. Những cự ưng này không chỉ thể hình to lớn, như che trời phủ đất mà trên người còn mang theo lôi điện. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù hắn thi triển thiên nhai chỉ xích cũng không thể cắt đuôi được những yêu thú này. Quan trọng nhất là, cự ưng cầm đầu là cấp bán thánh. Nhân loại. Lôi Phượng Sơn Mạch ta cấm nhân loại phi hành, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hay là ngươi coi khinh Lôi Phượng Sơn Mạch? Một con cự ưng màu đen cầm đầu nhìn chằm chằm Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp quét nhìn bốn phía, trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian ở đây. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ thì một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Chư vị tiền bối, tại hạ vô song thành ngọc vô song. Vị bằng hữu này của ta có việc gấp, chư vị có thể bỏ qua cho không? Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Vô Song và lão giả bán thánh cao cấp không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau hắn không xa. Vô Song Thành. Cự ưng màu đen nhìn Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song gật đầu, sau đó tay phải vung lên, năm viên nội đan yêu thú hoàng cấp xuất hiện trước mặt cự ưng. Một chút tâm ý nho nhỏ, xin vui lòng nhận cho. Cự ưng màu đen trầm ngâm một hồi. Sau đó há miệng hút một cái, năm viên nội đan yêu thú hoàng cấp lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Tiếp theo, hắn nhìn Dương Diệp rồi nói. Lần sau đừng có dùng cớ này nữa. Dương Diệp xoay người nhìn Ngọc Vô Song, nói. Đa tạ. Nói xong, chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp vào hư không, cả người lướt đi, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Nhưng chưa đi được trăm dặm, lại một người cản trước mặt hắn, người này không phải ai khác. Chính là người áo đen cầm đầu lúc trước tập kích đám người Ngọc Vô Song. Lúc ấy ta bởi vì một số nguyên nhân, không thể phát huy hết thực lực chân chính. Nào, hôm nay chúng ta đánh một trận tử tế. Người áo đen nói xong, tay phải chỉ ra, sau đó từ từ điểm về phía Dương Diệp. Cút đi. Theo một tiếng hét tức giận của Dương Diệp, một tiếng kiếm vang vọng lên trời. Một đạo kiếm khí lóe lên. Khi kiếm khí xuất hiện. Người áo đen đó sắc mặt biến đổi,
huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt ùa vào trong ngón tay, sau đó ngón tay điếm tới trước mặt. Khí toàn chỉ. Thanh âm vừa dứt, một vòng xoáy màu trắng xuất hiện ở đầu ngón tay người áo đen, vòng xoáy màu trắng chỉ chớp mắt đã hút đạo kiếm khí đó của Dương Diệp vào trong. Rất nhanh, vòng xoáy màu trắng to ra, càng lúc càng to, sau hai hơi thở, vòng xoáy màu trắng ấm một tiếng nổ tung. Một cô sóng khí cường đại theo hình tròn đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, nam tử áo đen đứng mũi chịu sào, nháy mắt bị đánh bay ra xa hơn 1000 trượng, cuối cùng trực tiếp đâm vào trong một ngọn núi, khiến cho cả ngọn núi đó rung chuyển kịch liệt. Một lúc sau, nam tử áo đen mới từ trong ngọn núi đó chui ra được, mà lúc này Dương Diệp đã biến mất rồi. Đồ khốn nạn, người căn bản không phải đệ tử Thanh Đạo Môn, ngươi là đệ tử Cổ Kiếm Trai, bị lừa rồi, tên khốn nạn. Trên không trung vang lên tiếng giống giận dữ của nam tử áo đen. Minh Võ Thành. Đã đến giờ rồi. Khổng Liếm cười quỷ dị, sau đó vươn tay ra điểm nhẹ lên mi tâm của Phạm Mộng và Phạm Ly, hai nàng lập tức tỉnh lại. Ánh mắt Khổng Liếm quét nhìn mấy lượt trên người hai nàng, lập tức, ánh mắt nàng ta dừng ở trên người Phạm Mộng, nói. Có thể nhìn ra Dương Diệp đó thích ngươi, vậy bắt đầu từ ngươi nhé. Đi bắt đầu từ ta đi. Phạm Ly lập tức trước mặt Phạm Mộng, nói. Ngươi bắt chúng ta, không phải để áp chế Dương Diệp sao? Ngươi nếu làm tổn thương nàng ta, Dương Diệp sẽ chịu sự áp chế của các ngươi nữa. Cho nên bắt đầu từ ta đi. Tỷ tỷ. Phạm Mộng muốn nói gì đó nhưng Phạm Ly lại đột nhiên quát. Câm miệng, đừng nói gì. Đúng là tỷ muội tình thâm. Khổng Liếm đi tới trước mặt Phạm Ly, nói. Ngươi đã muốn trước, vậy cho ngươi thử trước. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía mọi người ở đây, nói. Nữ nhân này, từ giờ trở đi, chỉ cần một viên đá năng lượng, bất kỳ ai trong các ngươi đều có thể cưỡi nàng ta, cho tới khi Dương Diệp đó đến mới thôi. Phạm Ly biến sắc, sắc mặt Phạm Mộng thì trong nháy mắt biến thành trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng lại bị Phạm Ly hung hăng lườm cho một cái. Nghe thấy lời nói của Khổng Liếm, trong sân lập tức xôn xao, nhưng lại không ai dám bước lên, nói đùa à. Ở loại tình huống này, ai dám đi ra? Thanh Đạo Môn không dễ chọc, chẳng lẽ Cổ Kiếm Trai thì dễ chơi à? Dương Diệp thì hiền lành chắc. Trầm mặc. Khổng Liếm cười lạnh một tiếng, nói. Không ai dám phải không? Không sao, nếu người dám vậy ta để xích dâm thú chơi. Rất nhanh, hơn 10 con xích dâm thú được một nam tử mặc áo trắng của Thanh Đạo Môn dắt tới trước cửa thành. Hai tay Phạm Ly nắm chặt, trong mắt không hề có vẻ kinh sợ. Có chăng chỉ là vẻ lạnh lùng và một tia tuyệt vọng. Không biết đợi Dương Diệp tới nơi, nhìn thấy nữ nhân của mình bị xích dâm thú giày xéo tới chết thì sẽ có vẻ mặt gì. Khổng Liếm cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải vung yên, xích dâm thú lập tức lao về phía Phạm Ly. Ta có vẻ mặt gì thì ta không biết, nhưng ta biết, đợi khi những xích dâm thú này chơi người thì người sẽ có vẻ mặt gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo. Một đạo kiếm quang lóe lên, những xích dâm thú đó lập tức bị phân thây thành mấy trăm khối. Dương Diệp. Có người kinh hãi hô lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy Dương Diệp lưng đeo hộp kiếm, chính từng bước đi về phía cửa thành. Nhìn thấy Dương Diệp, thân thể Phạm Ly mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng Phạm Mộng. Khi nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt nàng ta hiện lên một tia phức tạp khó có thể nói rõ. Hai mắt Khổng Liếm híp lại, cổ tay khẽ động, liêm đao xuất hiện trong tay nàng ta, nói. Ngươi đến đúng lúc đấy. Dương Diệp nhìn về phía trên tường thành, nhìn những thi thể của đệ tử Cổ Kiếm Trai bị treo ở đó, còn cả bốn người Lâm Tiêu đang quỳ trước ở cửa thành, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Nhắm mắt, một lúc sau hắn hít sâu một hơi, nói. Việc này nói đến cùng thì do ta mà ra. Chư vị, Dương Diệp ta thề với trời. Tất sẽ khiến Thanh Đạo Môn nợ máu phải trả bằng máu. Đệ tử Cổ Kiếm Trai bị giết, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vì nếu không phải hắn giả mạo đệ tử Cổ Kiếm Trai căn bản sẽ không bị cuốn vào trong ân oán với Thanh Đạo Môn. Hắn là một người ích kỷ, nhưng lần này, hắn thật lòng cảm thấy mình nợ Cổ Kiếm Trai quá nhiều. Bên cạnh còn cả thi thể của đệ tử Thanh Đạo Môn ta. Khổng Liếm trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía Khổng Liếm, nói. Đó là bọn họ đáng chết. Khổng Liếm tức lắm, nói. Được, hay lắm, hay cho một Dương Diệp, ta coi như đã được kiến thức sự kiêu ngạo và bá đạo của ngươi rồi.
Ta hôm nay cũng muốn xem, ngươi có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Tay trái Dương Diệp khẽ động, vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo, một thanh huyền kiếm đạo cấp chui vào trong vỏ kiếm cổ. Dương Diệp nói, ân oán giữa ta và thanh đạo môn bắt nguồn từ Liễu Sát. Ngày đó Liễu Sát muốn giết ta, đáng tiếc hắn thất bại, sau đó bị ta giết. Thanh đạo môn người muốn báo thù cho hắn, cho nên, dựng quan tài chặn đường, muốn ta tự vào đó nằm, ta không chịu, chỉ có thể phá quan tài, sau đó lại giết người của thanh đạo môn ngươi. Cứ như vậy, thanh đạo môn không ngừng phái người tới giết ta, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị ta giết. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, sau đó nói. Điều ta muốn nói là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nêu phạm ta, ta diệt cả nhà ngươi. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, kiếm trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí vẽ ra hình cung chém xuống Khổng Liễm. Tốc độ của kiếm khí cực nhanh, giống như điện quang lóe lên, trong sân rất nhiều người căn bản không thấy rõ quỹ tích của kiếm khí. Nhưng, ngay khi đạo kiếm khí đó vừa rời kiếm chưa được hai trường thì kiếm khí ầm ầm vỡ vụn. Đối thủ của ngươi không phải là ta. Khổng Liễm cười nhạo một tiếng, lui sang một bên. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng, một kiếm này của hắn là 10 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau. Nhưng mà, lại là bị người ta hủy đi. Ánh mắt hắn hướng về phía thanh niên ngồi xếp bằng trước của thành, lúc này, thanh niên đang chậm rãi đứng lên, mắt cũng nhìn về phía Dương Diệp. Lợi dụng lực bạo phát trong nháy mắt, lại chồng kiếm khí, kiếm hay. Thanh niên đứng dậy, từng bước đi về phía Dương Diệp, sau khi hắn đứng lên, mọi người mới phát hiện, hai chân hắn không có bàn chân. Dương Diệp nói, có thể nắm bắt được quỹ tích kiếm khí của ta, lại có thể cắt đứt, chấn nổ. Tốc độ của ngươi trong thế hệ trẻ tuổi mà ta từng gặp đủ để xếp ba thứ hạng đầu. Thứ nhất và thứ hai tất nhiên là Minh Nữ và An Nam Tĩnh. Thanh niên nói, nhớ kỹ, ta tên là Nam Kha Đồ, là thanh đạo đồ của thanh đạo môn. Trong thanh đạo đồ, xếp chàng thứ 9, sở dĩ bảo ngươi nhớ kỹ, là ta chính là kẻ địch cuối cùng trong đời ngươi. Ta không nhớ được. Dương Diệp nhìn thẳng vào thanh niên đó. Bởi vì ta không có hứng thú nhớ tên một người chết. Nam Kha Đồ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó mỉm cười. Khổng Liễm nói đúng, ngươi rất bá đạo, cũng rất cuồng ngạo. Ta vốn không muốn nói nhiều, nhưng cho phép ta nói thêm một chút. Đôi bàn chân này của ta không phải bị người ta phế bỏ, mà là đi nhiều nên mất. Ta từ lúc 7 tuổi, vì truy cầu chân lý võ đạo, ta đi khắp núi sông Thanh Châu, đi hết nửa Thanh Châu. Chân tuy rằng không còn, nhưng ta lại ngộ ra nhiều. Trong đây có tốc chi pháp tắc, ta cảm thấy, một chiêu của ta có thể giết ngươi, ngươi thấy sao? Lực lượng pháp tắc. Dương Diệp không hề bất ngờ, bởi vì khi Nam Kha Đồ này xuất thủ, hắn đã đoán được, tốc độ của đối phương đã không thể gọi là tốc độ, thậm chí ngay cả năng lực cú nhảy không gian của Chồn Tía chỉ sợ cũng không bằng. Có thể làm được như vậy, chỉ có lực lượng pháp tắc. Trong tất cả pháp tắc của thế gian này, hiện tại hắn cuối cùng cũng gặp được một loại pháp tắc khác ngoài tiêu vong pháp tắc. Như lời Mục Hàn San nói, thanh đạo môn lúc trước kỳ thật chỉ là chơi đùa với hắn, bởi vì những người đó so với Nam Kha Đồ này thì không chỉ kém hơn một chút. Nam Kha Đồ lại nói, ta kỳ thật cũng không có hứng thú với việc giày vò ngược đãi người khác. Nhưng đáng tiếc, ngươi không chỉ giết người của thanh đạo môn ta, còn làm nhục thanh đạo môn ta. Cho nên thanh đạo môn sẽ khiến ngươi chết không nhắm mắt. Thanh đạo môn đã điều tra về lai lịch của ngươi, nhưng không tra được người nhà của ngươi, chỉ tra được hai tỷ muội phạm gia này hình như là nữ nhân của ngươi. Trước kia ngươi đối đãi với Man Phách thế nào, lát nữa ta sẽ đối đãi với bọn họ như vậy, mà còn là ở ngay trước mặt ngươi, cũng như trước mặt vô số đệ tử cổ kiếm trai. Tốc chi pháp tắc lợi hại lắm à? Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Ngươi đã có tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc nhé. Đánh cuộc thế nào? Nam Kha Đồ nói. Như vậy cũng có chút thú vị, dù sao, cứ vậy kết thúc sinh mệnh của ngươi không khỏi vô vị quá. Dương Diệp nói. Cá 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, cộng với sự tự do của hai tỷ muội phạm gia, thế nào? 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm thì ta có, hai tỷ muội phạm gia cũng ở trên tay ta. Nhưng ngươi có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm không? Cho dù có, vậy ngươi lấy gì ra để đổi lấy hai tỷ muội phạm gia? Nam Kha Đồ nói.
Dương Diệp lấy ra nạp giới chứa 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, nói. Trong nạp giới này có 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, ta không che giấu, chắc ngươi nhìn ra được. Về phần 2 tỷ muội Phạm gia, vậy thế này đi, ngươi nói ra ngươi cần gì, ta xem ta có không, thế nào. Ta đột nhiên nghĩ tới, ta một chiêu giết ngươi rồi, chỗ đá năng lượng siêu phẩm này không phải sẽ là của ta sao? Nam Kha Đồ bỗng nhiên nói. Về phần vật cược khác, ta giết ngươi rồi thì ngươi còn thực hiện được à? Vậy ngươi nói vật cược đi. Dương Diệp nói. Thế này đi, một chiêu của ta nếu khiến ngươi không có sức hoàn thủ, ngươi sẽ từ đây một đường quỳ tới thanh đạo môn ta, vừa quỳ vừa kêu, Dương Diệp ta sai rồi, cổ kiếm trai ta sai rồi, thế nào? Ngươi yên tâm, cường giả của thanh đạo môn nhất định sẽ bảo vệ ngươi cho tới lúc ngươi quỳ đến cửa thanh đạo môn. Nam Kha Đồ nói. Có thể. Dương Diệp trả lời không chút do dự. Boom, Dương Diệp vừa mới dứt lời, Dương Diệp trong ánh mắt của mọi người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Nam Kha Đồ thì vẫn đứng yên tại chỗ. Cách của Thành Minh Võ Thành nghìn trường có một tòa núi nhỏ, trong ánh mắt của mọi người, cả người Dương Diệp trực tiếp đâm vào trong tòa núi nhỏ đó. Âm, cả ngọn núi rung chuyển kịch liệt, tiếp theo ầm ầm vỡ tan, nháy mắt đã bao phủ Dương Diệp. Bại rồi à? Dương Diệp không ai bì nổi đó đã bị đánh bại trong một chiêu. Ở bên cạnh, hai tỷ muội Phạm gia mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt là một mảng tĩnh mịch. Sắc mặt Lý Mậu Trinh và Thanh Y cũng trầm xuống, Dương Diệp có ơn lớn với Lý gia. Bọn họ tất nhiên không hy vọng Dương Diệp bại, nhưng hai huynh muội đều không ngờ, Dương Diệp ở trước mặt Nam Kha Đồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Thì ra yếu như vậy. Khổng Liếm cười lạnh một tiếng, nói. Chư vị, các ngươi hãy nhìn đi, đây là Dương Diệp không ai bì nổi, đây là đệ tử của cổ kiếm trai, ở trước mặt của thiên tài chân chính thanh đạo môn ta thì yếu như con kiến, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn không kém, nhưng ở trước mặt tốc độ tuyệt đối, tất cả đều là mây bay. Nam Kha Đồ xoay người về lại trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn những thi thể của đệ tử thanh đạo môn bị Dương Diệp treo trên đó, nó chi. Dương Diệp là bắt đầu, nhưng không phải kết thúc. Cổ kiếm trai, trò chơi chỉ mới bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể chơi được. Ta tán thành câu nói của ngươi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Con ngươi Nam Kha Đồ hơi co lại, chậm rãi xoay người, nhìn về xa xa. Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, thấy Dương Diệp đó không biết từ khi nào đã đứng đó. Ở ngực Dương Diệp có một trường ấn màu đỏ chói. Trường ấn khiến cho ngực Dương Diệp toàn bộ móp vào, thoạt nhìn có chút ghê người. Nhưng, Dương Diệp vẫn còn sống, hơn nữa còn sống sờ sờ. Phù! Nhìn thấy Dương Diệp còn sống, Phạm Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Phạm Mộng. Lần này, không chỉ Phạm Mộng rơi nước mắt, ngay cả khóe mắt Phạm Ly cũng mang theo lệ quang. Ở bên cạnh, hai huynh muội Lý Mậu Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói. Bọn họ thật sự không hy vọng nhìn thấy Dương Diệp thân vong. Dương Diệp là bắt đầu, nhưng không phải kết thúc. Cổ kiếm trai, trò chơi chỉ mới bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể chơi được. Ta tán thành câu nói của ngươi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Con ngươi Nam Kha Đồ hơi co lại, chậm rãi xoay người, nhìn về xa xa. Không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Thấy Dương Diệp đó không biết từ khi nào đã đứng đó. Ở ngực Dương Diệp có một trường ấn màu đỏ chói, trường ấn khiến cho ngực Dương Diệp toàn bộ móp vào, thoạt nhìn có chút ghê người. Nhưng, Dương Diệp vẫn còn sống, hơn nữa còn sống sờ sờ. Phù! Nhìn thấy Dương Diệp còn sống, Phạm Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Phạm Mộng. Lần này, không chỉ Phạm Mộng rơi nước mắt, ngay cả khóe mắt Phạm Ly cũng mang theo lệ quang. Ở bên cạnh, hai huynh muội Lý Mậu Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói, bọn họ thật sự không hy vọng nhìn thấy Dương Diệp thân vong. Ta đã nói rồi, Dương Diệp này sao có thể chết dễ như vậy được, ha ha, lần này có trò hay để xem rồi. Trong sân, có người nói khẽ. Đúng là có trò hay để xem, nói đi, các ngươi cảm thấy Dương Diệp này và Nam Kha Đồ ai sẽ thắng. Chắc là Nam Kha Đồ, bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức Dương Diệp chỉ sợ chỉ có nước ăn đòn. Ta cảm thấy Dương Diệp chắc còn có con bài chưa lật. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người,
Dương Diệp đi tới cách trước mặt Nam Kha Đồ năm trượng thì dừng lại, sau đó nói. Ngươi thua rồi. Nam Kha Đồ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói. Nhục thân mạnh thật, năm đó Lục Ca khi ở tôn giả cảnh nhục thân cũng không mạnh bằng ngươi, không thể không nói, ngươi khiến ta rát bất ngờ. Một kiếm tu, lại có nhục thân có thể so với yêu thú cấp bán thánh. Nhục thân yêu thú cấp bán thánh. Câu này vừa được nói ra, trong sân lại ổ lên. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Dương Diệp, không ai ngờ được nhục thân của Dương Diệp lại có thể so với yêu thú bán thánh. Yêu thú bán thánh, đó là khái niệm gì? Đó có nghĩa là Dương Diệp muốn giết cường giả hoàng giả cảnh, chỉ cần dựa vào lực lượng nhục thân là được. Thực lực tôn gia cảnh, nhục thân yêu thú cấp bán thánh. Mọi người nhìn Dương Diệp như nhìn một con quái vật. Trong mắt Khổng Liếm cũng đầy vẻ rúng động, nàng ta biết nhục thân của Dương Diệp rất mạnh, nhưng nàng ta không ngờ nhục thân của Dương Diệp lại có thể so với yêu thú cấp bán thánh. Nói cách khác, thực lực của Dương Diệp này không kém nàng ta. Lần cược này ngươi thua. Dương Diệp lại nói. Nam Kha Đồ gật đầu, nói. Lần cược này ta quả thật đã thua, nhưng ta muốn ăn quỵt. Ngươi chắc chứ? Dương Diệp hỏi. Ta rất chắc. Nam Kha Đồ nói. Bởi vì cho dù trả cho ngươi đá năng lượng siêu phẩm và hai nữ nhân đó, ngươi lát nữa vẫn chết, nếu vậy thì cần gì phải phiền toái như thế, ngươi thấy sao? Tốc độ của ngươi không phải rất nhanh à? Tiếp ta một kiếm nhé. Dương Diệp hỏi. Mười kiếm cũng không có vấn đề gì. Nam Kha Đồ nói. Dương Diệp gật đầu, kiếm vào vỏ kiếm cổ rồi sau đó đột nhiên rút ra. Ong! Tiếng kiếm minh sộc lên trời, chấn động thiên địa, giống như muốn chấn vỡ thiên địa. Vào khoảnh khắc tiếng kiếm vang lên, Nam Kha Đồ hơi biến sắc, tiếp theo, một đại kiếm khí đã xuất hiện trước mặt hắn, có điều tốc độ của hắn cũng cực nhanh, khoảnh khắc kiếm khí tới trước mặt hắn hắn đã vỗ ra một trường. Cùng với tiếng năng lượng nổ vang, Nam Kha Đồ trong ánh mắt của mọi người trực tiếp bay ngược lại va vào trên tường thành Minh Võ Thành, toàn bộ tường thành rung chuyển, vô số đạo khe nứt to như cánh tay xuất hiện. Ha ha, không ngờ trong nháy mắt chồng 20 đạo kiếm khí, hay, hay lắm, cổ kiếm trai ta lại xuất hiện một yêu nghiệt siêu cấp có thể so với lục sư tỷ rồi, ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to từ chân trời truyền đến, tiếp theo, một mảng kiếm quang từ chân trời chút xuống. Mọi người hoảng hốt, bởi vì trong mảng kiếm quang này ẩn chứa kiếm ý thiên cấp nhị trọng sắc bén. Đương nhiên, khủng bố nhất là mảng kiếm quang này không ngờ bao phủ mọi người đang có mặt. Đệ tử cổ kiếm trai muốn làm gì? Đúng lúc này, mảng kiếm quang đột nhiên co rút lại, không đến thời gian một hơi thở đã áp xúc thành một dòng kiếm khí nhỏ như sợi tóc. Kiếm khí ở trong không trung đột nhiên quay lại, nháy mắt đã tới trước mặt Khổng Liễm. Khổng Liễm hoảng hốt. Nàng ta không ngờ người vừa tới của cổ kiếm trai lại nhắm mục tiêu vào nàng ta, cho nên có chút trở tay không kịp, có điều nàng ta phản ứng cũng không chậm, liêm đao màu đen trong tay gẩy một cái, cắt vào đạo kiếm khí đó. Bùm! Kiếm khí đánh lên liêm đao run rẩy, lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm khí trực tiếp chấn cho Khổng Liễm lệ bước lui ra sau, cho tới khi lưng nàng ta đập vào tường thành mới dừng lại được. Vào khoảnh khắc Khổng Liễm bị đánh bay, Dương Diệp cũng không nhàn rỗi. Lập tức thi triển tốc độ đến cực hạn, đi tới trước mặt Phạm Mộng và Phạm Ly, muốn cứu hai nàng, mà đúng lúc này, con người Dương Diệp đột nhiên co rút lại, sau lưng hắn, không biết từ nào xuất hiện một bóng đen, cùng lúc đó, Dương Diệp lập tức cảm thấy lưng mình đau nhói, hắn biết lưng mình bị một vật nhọn xuyên thủng. Cút! Dương Diệp gầm lên một tiếng, xoay người đánh ra một quyền, nhưng khi hắn xoay người, bóng đen vẫn ở sau lưng hắn, giống như là cái bóng của hắn vậy. Cùng lúc đó, Dương Diệp lại cảm thấy sau lưng mình truyền đến cảm giác đau nhói. Ảnh tử, giữ lại mạng của hắn. Đúng lúc này, ở bên cạnh truyền đến thanh âm của Nam Kha Đồ, thanh âm vứt dứt, bóng đen đó liền biến mất ở phía sau Dương. Diệp! Dương Diệp! Phạm Mộng kinh hô, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị nước mắt bao phủ, bởi vì lúc này phía sau Dương Diệp có hai vết đao dài gần cm, vết đao sâu tới mức có thể thấy rõ xương cốt trong cơ thể Dương Diệp. Đây là thiên tài của thế giới này sao? Dương Diệp cười khẽ, bóng đen đó cũng mới là tôn giả cảnh, nhưng lại có thể dễ dàng phá hủy lớp phòng ngự của hắn, còn cả Nam Kha Đồ đó cũng vậy. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng hiểu Mục Hàn San vì sao bảo hắn phải cẩn thận thanh đạo môn. Ngươi không sao chứ? Một nam tử đi tới bên cạnh Dương Diệp, nam tử khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng,
tóc dài ngang vai, trên người tỏa ra khí tức sắc bén. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không sao. Trần Đông, đại đệ tử thủ tịch của Thiên Kiếm Phong, theo bối phận thì ngươi nên gọi ta là sư huynh. Nam tử nói. Trần Đông, hắn chính là cuồng kiếm Trần Đông. Có người kinh hô. Hắn chính là Trần Đông từng dám chống đối cả cường giả thánh giả cảnh. Chắc là hắn rồi, nghe đồn năm đó hắn đắc tội với một thánh giả, ở trước mặt vô số người chỉ vào thánh giả kia mà tuyên bố, cho Trần Đông ta 20 năm, thánh giả cũng giết được. Từ sau đó, danh hào cuồng kiếm giã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Trước kia cảm thấy hắn là đang bốc phét, nhưng hiện tại, lúc trước kiếm ý đó của hắn hình như đã là thiên cấp nhị trọng phải không? Dương Diệp nhìn Trần Đông, sau đó nói. Chuyện lúc trước, đa tạ. Trần Đông nói. Khách khí làm gì, người vào Thiên Kiếm Phong của cổ kiếm trai, vậy chính là người một nhà. Đệ tử Thiên Kiếm Phong gặp nạn, là lão đại của Thiên Kiếm Phong, ta không ra tay thì ai ra tay? Cổ kiếm trai ngươi muốn chơi thế nào? Lúc này, Khổng Liễm bỗng nhiên trầm giọng nói. Trần Đông nhìn thi thể của đệ tử cổ kiếm trai trên tường thành, sau đó nói. Theo ý tứ của ta, chơi sâu một chút, nhưng trưởng lão sư môn dặn dò, đây là tranh đấu giữa tiểu bối, chúng ta không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, cho nên. Hắn nói xong, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Trong tôn giả cảnh, cổ kiếm trai ta có thể đưa ra 3 người, 2 người còn lại sắp đến, nhưng còn cần khoảng 2 canh giờ nữa, cho nên. Ta muốn chơi lớn, có được không? Dương Diệp nói. Trần Đông nhìn Dương Diệp một thoáng, sau đó nói. Không sao, lớn mấy cũng không sáo, không chỉ không sao mà càng lớn thì càng tốt. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Giúp ta chiếu cố 2 tỷ muội Phạm gia, cẩn thận người áo đen đó. Trừ phi thánh giả đến, bằng không, bọn họ nhất định không sao. Trần Đông cam đoan. Dương Diệp yên tâm rồi, hắn chậm rãi bước về phía Nam Kha Đồ, nói. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại à? Giết ngươi chắc không có vấn đề gì. Nam Kha Đồ nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Vậy ngươi có biết ta lợi hại thế nào không? Cho ta xem thử đi. Nam Kha Đồ nói. Được. Dương Diệp nói. Tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Đến đây, xuất thủ một lần đi, để cho ta thấy ngươi còn nhanh được không? Như ngươi mong muốn. Theo thanh âm của Nam Kha Đồ vừa dứt. Người hắn đã trực tiếp biến mất tại chỗ, vào khoảnh khắc Nam Kha Đồ dứt lời, hai mắt Trần Đông ở bên cạnh lập tức híp lại, trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng, bởi vì tốc độ này đã có thể uy hiếp hắn một cách nghiêm trọng. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, Trần Đông phát hiện, tốc độ của Nam Kha Đồ không ngờ càng lúc càng chậm, cuối cùng không ngờ giống như trẻ con tập đi vậy, chậm vô cùng. Kiếm vực. Không biết từ đâu truyền đến tiếng hô kinh ngạc. Trên lực lượng ý cảnh là lực lượng pháp tắc. Mà trên lực lượng pháp tắc là lực lượng của vực. Lực lượng của vực sở dĩ siêu việt lực lượng ý cảnh và lực lượng pháp tắc, là vì lực lượng của vực có thể khiến thế giới của bản thân trong phạm vi lĩnh vực siêu thoát thiên địa mà bản thân đang, cũng chính là tự thành thế giới. Lực lượng của vực có thể áp chế lực lượng pháp tắc, đương nhiên, không phải là tuyệt đối. Dương Diệp lúc trước khi đối chiến với Minh Nữ, chính là dựa vào là kiếm vực để áp chế âm dương pháp tắc của Minh Nữ, chỉ có điều khi đó. Sự nắm giữ của hắn đối với kiếm vực vẫn chưa sâu. Bởi vậy lúc ấy kiếm vực của hắn thiết chút nữa bị âm dương pháp tắc của Minh Nữ khiến cho sụp đổ. Về phần Nam Kha Đồ này, tốc chi pháp tắc của hắn so với pháp tắc của Minh Nữ không chỉ yếu hơn nhiều, hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh bằng Minh Nữ, hơn nữa năng lực nắm giữ đối với kiếm vực của Dương Diệp cũng hơn xa lúc trước. Bởi vậy, tốc chi pháp tắc của Nam Kha Đồ này không tạo thành uy hiếp có tính thực chất gì cho kiếm vực của Dương Diệp. Ngược lại, tốc chi pháp tắc của đối phương còn bị kiếm vực áp. Chế. Trong kiếm vực, tốc độ của Nam Kha Đồ bị hạ xuống thành chậm nhất, đến bây giờ, Nam Kha Đồ bước ra một bước cũng giống như phải dở hết sức bình sinh. Vào lúc này, trong mắt Nam Kha Đồ đã xuất hiện vẻ kinh hãi. Không chỉ Nam Kha Đồ, những người biết đây là gì toàn bộ cũng kinh hãi tới mức như hóa đá, bao gồm cả cuồng kiếm Trần Đông. Bởi vì kiếm vực. Ngay cả Lục Uyển Nhi cũng không lĩnh ngộ được. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, kiếm quang ở trong mắt người ngoài, tốc độ khá chậm, tùy tiện một tôn giả cảnh nào đều có thể dễ dàng tránh được, nhưng Nam Kha Đồ lại giống như bị điểm huyệt, hai mắt trợn lên,
chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang đó đi tới trước mặt hắn, tiếp PC theo, một cánh tay của hắn trực tiếp bay ra. Trong kiếm vực, Dương Diệp lợi dụng không gian và không khí hình thành áp lực cường đại trói buộc Nam Kha Đồ, dưới loại áp lực này, Nam Kha Đồ đừng nói là tốc độ, ngay cả động đậy một chút cũng khó. Bởi vậy, lúc này, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ, bởi vì hắn trừ tốc chi pháp tắc, ở phương diện khác thì không cường đại bằng. Lúc trước Minh Nữ lay động được kiếm vực, là vì bản thân nàng ta trừ âm dương pháp tắc ra, huyền kỹ và thực lực ở các phương diện khác đều không kém Dương Diệp, bởi vậy, tạo thành ảnh hưởng đối với nàng ta nhưng lại không thể hoàn toàn áp chế nàng ta. Mà Nam Kha Đồ này thì làm sao mà sánh được với Minh Nữ? Các ngươi đã muốn chơi thì lần này ta chơi với các ngươi. Nói thật, ta chỉ sợ các ngươi không chơi nổi thôi. Nam Kha Đồ nhìn Dương Diệp chằm chằm, trong mắt không còn vẻ bình tĩnh và thong dong như lúc trước, có chẳng chỉ là sự khiếp sợ và không cam lòng. Trường kiếm trong tay Dương Diệp khẽ động, dí lên yết hầu Nam Kha Đồ, sau đó xoay người nhìn về phía chân trời, nói. 50 vạn đá năng lượng siêu phẩm mua mạng của hắn, người có mua hay không? Nếu nói nửa chữ không ta sẽ lập tức một kiếm kết liễu hắn. Yên lặng một thoáng, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tiếp theo, một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó khóe miệng nở một nụ cười lạnh, nói. Ta hối hận rồi, mạng này ta không bán. Nói xong, tay hắn khẽ động, kiếm lướt qua cổ Nam Kha Đồ, máu tươi từ yết hầu Nam Kha Đồ bắn ra, hai mắt Nam Kha Đồ trợn lên. Chết không nhắm mắt. Càn rỡ. Một tiếng giống giận dữ vang vọng phía chân trời, khiến cho không gian ở đó chấn động kịch liệt, giống như trời tùy thời sẽ đổ sập, vô cùng khiếp người. Dương Diệp không để ý tới đối phương, tay phải vung lên, thu thi thể của Nam Kha Đồ vào trong không gian của vỏ kiếm cổ. Vào lúc này, hai mắt Dương Diệp bỗng nhiên híp lại, xoay người, sau đó một quyền đánh vào không gian ở đó. Quyền ra, không gian chấn động, tiếp theo, không gian nơi đó mấp máy. Một người áo đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người áo đen dường như không ngờ Dương Diệp lại phát hiện ra hắn, hành động hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền có phản ứng, hàn quang lóe lên, một thanh chủy thủ xé rách không gian, hung hăng xẹt qua cổ Dương Diệp. Đột nhiên, quyền đầu Dương Diệp thu lại, tiếp theo, một thanh huyền kiếm đạo cấp mang theo một đạo kiếm quang đánh lên chủy thủ. Kiếm khí tiêu tán, nhưng mà người áo đen lại chấn cho liên tục lui về phía sau, lần này sau khi hắn dừng lại thì cả người lại biến mất. Nhưng mà Dương Diệp lại xoay người rồi đột nhiên rút kiếm, sau đó một đạo kiếm khí lóe lên. Nơi kiếm khí hướng tới, không gian mấp máy, người áo đen hiện ra nguyên hình. Mà lúc này, hắn không ngờ ở cách trước mặt Dương Diệp không đến một trượng. Người áo đen lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Dương Diệp không xuất thủ nữa, trong mắt hắn có một tia ngưng trọng. Hắn tuy rằng không dùng kiếm vực để trấn áp người áo đen này, nhưng người áo đen này lại ở trong kiếm vực của hắn, mà hắn cũng dựa vào kiếm vực mới có thể truy tìm được hành tung của người áo đen này một cách chuẩn xác. Mà hắn không ngờ là, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể giết được đối phương. Mỗi một kiếm của hắn đều là 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau, nhưng mà lại chỉ có thể đẩy lùi được đối phương. Thực lực của người áo đen này trên Nam Kha Đồ. Nếu ta đoán không sai. Thi triển một lần kiếm vực, người sẽ trả giá cực lớn, cho nên sau khi giết Nam Kha, người giao thủ với ta. Mà không dám thi triển kiếm vực, chỉ có thể bằng vào kiếm vực để tìm thân pháp của ta. Người áo đen nói, Nam Kha quá ngu, hắn quá chú trọng lực lượng pháp tắc, mà không để thăng thực lực ở các phương diện khác. Bởi vậy, một khi lực lượng pháp tắc bị khắc chế, hắn sẽ trở thành một phế nhân. Có điều biết sao được, nếu không phải hắn chuyên công phương diện tốc độ, hắn căn bản không thể lĩnh ngộ được tốc chi pháp tắc. Muốn trách thì trách hắn gặp phải người, bằng không, bán thánh cao cấp cũng không giết được hắn. Lại nhảy gì thế? Dương Diệp nói. Ta hôm nay không thi triển kiếm vực, xem có thể giết được ngươi hay không nhé. Thân hình người áo đen đột nhiên lóe lên, tới trước mặt Dương Diệp, vừa tới trước mặt Dương Diệp, toàn bộ thân thể hắn run rẩy kịch liệt, sau đó vô số người áo đen xuất hiện. Tiếp theo. Vô số đạo hàn quang xé rách không gian cắt về phía Dương Diệp. Ong! Tiếng kiếm vang lên, tiếp theo, hơn trăm đạo kiếm quang tung hoành, đan xen với vô số đạo hàn quang đó. Ầm ầm ầm. Một lúc sau, hàn quang tiêu tán, Dương Diệp và người áo đen xuất hiện. Ta thua ở nhục thân.
Người áo đen vừa dứt lời thì ngã vật xuống đất. Sau khi người áo đen ngã xuống, toàn bộ quần áo trên người Dương Diệp đột nhiên hóa thành những mảnh vụn. Trên người Dương Diệp toàn là vết đao, đao nào cũng thấy máu, nhưng lại không chí mạng. Vào khoảnh khắc lúc trước hai người giao thủ, Dương Diệp triệt để từ bỏ phòng ngự, kiếm nào kiếm nấy đều muốn đoạt mệnh, mà đối phương cũng từ bỏ phòng ngự, đao nào đao nấy đều chí mạng. Đáng tiếc là, Dương Diệp bằng vào nhục thân cường đại mà chống đỡ được, còn người áo đen thì không thể. Thanh đạo môn lại bại. Trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Không nghi ngờ gì nữa, tên của Dương Diệp từ nay về sau sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Giới, thậm chí là toàn bộ Thanh Châu. Dương Diệp đi tới trước mặt người áo đen, tay phải vung lên, thu người áo đen vào trong vỏ kiếm cổ. Bất kể là người áo đen này hay là Nam Kha Đồ đó, đối với hắn hữu dụng, đặc biệt là Nam Kha Đồ, tốc chi pháp tắc. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ, tiêu vong pháp tắc cộng với tốc chi pháp tắc, hắn hiện tại có thể giết bán thánh cao cấp. Nhục thân của hắn không kém, kiếm đạo lại càng không yếu, khiếm khuyết duy nhất chính là tốc độ. Sau khi thu hồi thi thể người áo đen, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Khổng Liễm ở bên cạnh, Khổng Liễm hơi biến sắc, lần này, trong mắt nàng ta cuối cùng cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp tuy rằng không lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm vực ở với kiếm ý còn đáng sợ hơn. Nam Kha Đồ và người áo đen tuy rằng đều chỉ là tôn giả cảnh, nhưng không ai kiêm hơn nàng ta, nhưng mà đối phương đều đã chết trên tay Dương Diệp. Vốn định trước khi giết ngươi thì lăng nhục ngươi một phen, nhưng ta cảm thấy thế là vô vị. Dương Diệp xua tay, nói. Trở về Thanh Đạo Môn đi, nói với người của Thanh Đạo Môn ngươi, bảo họ đừng có tới tìm ta, 3 ngày sau, ta sẽ tới Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp biết. Chuyện Thanh Đạo Môn hắn phải đánh một dấu chấm, bằng không, đối phương mỗi ngày ở phía sau nhìn chằm chằm vào hắn, hắn căn bản không có thời gian khôi phục thực lực. Tình cảnh hiện tại của An Nam Tĩnh và Mục Hàn San rất không ổn, không chỉ An Nam Tĩnh, còn cả tung tích của đám người Hiểu Vũ Tịch cũng không rõ, hắn thật sự không muốn dây dưa mãi với Thanh Đạo Môn này. Dương Diệp biết, chuyện Thanh Đạo Môn hắn phải đánh một dấu chấm, bằng không, đối phương mỗi ngày ở phía sau nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn căn bản không có thời gian khôi phục thực lực. Tình cảnh hiện tại của An Nam Tĩnh và Mục Hàn San rất không ổn, không chỉ An Nam Tĩnh, còn cả tung tích của đám người Hiểu Vũ Tịch cũng không rõ, hắn thật sự không muốn dây dưa mãi với Thanh Đạo Môn này. Cho nên, hắn chuẩn bị chấm dứt triệt để. Chỉ bằng, Khổng Liễm giống như muốn nói những lời ác độc gì đó, nhưng Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía nàng ta, nói. Có cút hay không? Khổng Liễm biến sắc. Nhưng không dám nói tiếp, thân hình nàng ta khẽ động, biến mất tại chỗ. Khổng Liễm đi rồi, khóe miệng Dương Diệp lộ ra vẻ chua chát, hắn đâu có muốn thả Khổng Liễm này đi chứ. Nhưng biết làm sao được. 3 ngày sau, Thanh Đạo Môn ta kính cẩn chờ ngài. Chân trời, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Trận đánh ở Minh Võ Thành, rất nhanh giống như ôn dịch thổi quét toàn bộ Bắc Giới. Kiếm vực. Cổ kiếm trai có người nắm giữ kiếm vực. Kiếm vực mà ngay cả Lục Uyển Nhi được xưng là kiếm hoàng cũng không thể nắm giữ. Toàn bộ cổ kiếm trai sôi trào. Phải bất chấp tất cả mọi giá bảo vệ mạng của kẻ này. Một đạo thanh âm từ tổng bộ cổ kiếm trai truyền ra, sau 10 hơi thở, vô số đạo khí tức khủng bố từ 9 phong của cổ kiếm trai lướt ra, mục đích của những cường giả này là Minh Võ Thành. Ngược lại, Thanh Đạo Môn không hề có động tĩnh. Tuy rằng như vậy, nhưng toàn bộ người Bắc Giới biết rằng, bão táp sắp tới rồi. Minh Võ Thành. Trong phòng, Dương Diệp nằm ở trên giường, cảnh giường là Phạm Mộng và Phạm Ly. Đau, đau tới tận xương tủy. Lúc nãy Dương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị người ta dùng dao cắt lên vậy, có điều cũng may, kiểu đau này hắn quen rồi. Thi triển kiếm vực, đây lại thi triển nhiều lần trảm thiên bạt kiếm thuật như vậy, nhục thân hắn hoàn toàn có thể dùng từ phá thành mảnh nhỏ để hình dung. Đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể hắn, lúc này đã không phải nứt, mà là toác. Không chỉ kinh mạch, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng vỡ toang. Đối mặt với Nam Kha Đồ và người áo đen, hắn dưới tình huống đó nếu không thi triển kiếm vực sẽ phải đánh rất lâu, mà đánh lâu thì rất bất lợi đối với hắn. Cho nên, hắn quyết đoán thi triển ra kiếm vực, nhưng hắn với trạng thái lúc trước của hắn mà thi triển kiếm vực thì tất nhiên phải trả giá cực lớn. Nếu không phải vấn đề kinh mạch, hắn muốn giết Nam Kha Đồ và người áo đen, cũng có thể dễ dàng chảm sát đối phương. Đáng tiếc,
Hiện tại kinh mạch hắn lại xảy ra vấn đề, hạn chế thực lực của bản thân hắn trên trình độ rất lớn, đây cũng là chuyện mà hắn tới giờ vẫn cảm thấy uất nghẹn và bất đắc dĩ nhất. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, thấy Dương Diệp mở mắt, Phạm Mộng và Phạm Ly vội vàng đi tới, Phạm Mộng nói. Ngươi không sao chứ? Dương Diệp cười khổ, nói. Nhà đầu ngươi thấy ta bây giờ giống không sao không? Hắn hiện tại gần như đã tàn phế. Phạm Mộng lần này lại không khóc, bởi vì nước mắt khi Dương Diệp hôn mê đã khóc tới khô rồi. Nàng ta nắm chặt tay Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói. Dương Diệp, ngươi có hối hận vì đã gặp ta không? Vì sao lại nói như vậy? Dương Diệp hỏi. Phạm Mộng thấp giọng nói. Từ sau khi ngươi gặp ta, ngươi không ngừng gặp phiền toái. Nếu không phải vì ta, ngươi căn bản sẽ không bị thương nhiều lần, cũng sẽ không đắc tội với Thanh Đạo Môn, lại càng không bị trọng thương thành thế này. Ta, thật sự rất xin lỗi. Dương Diệp cười cười nói. Ngươi nếu thật sự cảm thấy làm liên lụy tới ta thì sau này cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nhé. Ta nhất định sẽ như vậy, ta sau này không ham chơi nữa, ta hứa. Trong mắt Phạm Mộng đầy vẻ kiên định, lúc này, nàng ta giống như đã trưởng thành hơn nhiều. Dương Diệp nói. Vậy thì tốt, nào, giờ các ngươi giúp ta một việc, đút cho ta ăn đá năng lượng siêu phẩm. Rất nhanh, từng viên đá năng lượng siêu phẩm không ngừng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó bị Dương Diệp hấp thu. Tiểu Tuyền qua à Tiểu Tuyền qua, chuyện lần này chơi hơi lớn. Lão nhân gia ngươi nếu không khôi phục bình thường, thì người chờ nhặt xác cho ta đi. Dương Diệp hiểu rất rõ, nếu Tiểu Tuyền qua không khôi phục bình thường, hắn đừng nói lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến, cho dù là có thể đi lại hay không cũng là một vấn đề. Thời gian cứ thế trôi qua, huyền khí màu tím trong cơ thể Dương Diệp càng lúc càng nhiều, thương thế ở nhục thân dưới sự chữa trị của huyền khí màu tím cũng gần như khỏi hẳn. Nhưng vấn đề kinh mạch trong cơ thể hắn lại không có tiến triển gì, vẫn ở trạng thái vỡ vụn. Sau khi chữa trị xong nhục thân, Dương Diệp không lãng phí huyền khí màu tím để chữa trị kinh mạch, mà để huyền khí màu tím tiến vào Tiểu Tuyền Qua. Tiêu tốn 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, nhưng Tiểu Tuyền Qua vẫn không hề có động tĩnh. 20 vạn, 50 vạn. Sau khi hấp thu 50 vạn đá năng lượng siêu phẩm, Tiểu Tuyền Qua vẫn không hề có động tĩnh. Dương Diệp cười khổ, ngay khi hắn muốn bỏ cuộc thì đột nhiên Tiểu Tuyền Qua ngừng xoay tròn. Tiếp theo, một tia màu tím từ trong Tiểu Tuyền Qua chảy ra. Dương Diệp hơi sửng sốt, rất nhanh, Dương Diệp kích động tới mức thiếu chút nữa thì trực tiếp nhảy bật dậy từ trên giường, bởi vì những huyền khí màu tím này là hồng mông tử khí. Dương Diệp cố nén kích động và hưng phấn trong lòng, vội vàng dẫn những hồng mông tử khí này đi chữa trị kinh mạch. Lúc này trong lòng Dương Diệp rất thấp thỏm, bởi vì nếu ngay cả hồng mông tử khí cũng không thể chữa lành kinh mạch, vậy thì chuyện sẽ thật sự rất nghiêm trọng. Dưới sự nội thị của Dương Diệp, những hồng mông tử khí đó bao bọc lấy kinh mạch trong cơ thể, rất nhanh, kinh mạch đã đứt bắt đầu mất máy. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thật sự thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp không phát hiện, hai con rắn nhỏ vẫn ngủ say trên người hắn lúc này đột nhiên mở mắt. Chấm chấm chấm. Ngoài Minh Võ Thành, chỗ cửa thành. Một nam tử nhìn những thi thể trên tường thành hồi lâu, cuối cùng, ánh mắt nam tử dừng ở dòng chữ Dương Diệp viết. Một lúc sau, khóe miệng nam tử phát ra một nụ cười lạnh, nói. Hay cho một Dương Diệp cuồng vọng, dám 5 lần 7 lượt giết người của Vân Hải Thư Viện ta, quả thật là coi Vân Hải Thư Viện ta là bùn để vê với nạn à. Nói xong, nam tử bước về phía trước, cả người biến mất tại chỗ. Ngoài phòng của Dương Diệp, Trần Đông dựa vào một cây cột, mắt khép hờ, đột nhiên, mắt hắn mở ra, cách hắn không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một nam tử. Hai người nhìn nhau, trầm mặc một thoáng, Trần Đông. Đột nhiên xuất kiếm, kiếm quang hiện lên, một đạo kiếm ti bắn ra, nháy mắt đã tới trước mặt nam tử đó. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay kéo ra sau, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp bị hắn xé ra một lỗ hổng tối đen trực tiếp cắn nuốt dòng kiếm khí của Trần Đông. Ngay sau đó nam tử vươn tay cách không tóm lấy Trần Đông, không gian chung quanh Trần Đông trực tiếp trở nên vặn vẹo, cắn xé Trần Đông. Hai mắt Trần Đông híp lại, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, cổ tay hắn khẽ động, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra mấy cái ở trước mặt, không gian bị vặn vẹo trực tiếp bị cắt ra. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm đột nhiên đâm vào hư không. Chân linh kiếm ti quyết. Dứt lời, không gian trước mặt Trần Đông rung chuyển kịch liệt,
vô số đạo kiếm ti nhỏ như lông trâu từ mũi kiếm bắn ra, chỉ trong nháy mắt, những kiếm ti này đã bao phủ nam tử đó. Bùm bùm, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Một lúc sau, kiếm ti tản đi, nam tử đó vẫn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, chỉ là không gian chung quanh hắn lại vỡ nát. Cuồng kiếm Trần Đông. Nam tử nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, không gian chung quanh hắn lập tức khôi phục bình thường. Trong các hoàng giả cảnh của Vân Hải Thư Viện, người có thể vận dụng thuật thần thông không gian đến loại trình độ này, trừ Dịch Lưu Phong ra thì không có ai khác. Trần Đông lạnh lùng nói. Đây là chuyện giữa cổ kiếm trai và thanh đạo môn, chẳng lẽ Vân Hải Thư Viện cũng muốn nhúng tay? Mấy tên đệ tử của Vân Hải Thư Viện ta đều chết trên tay Dương Diệp, chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua à? Dịch Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói. Hay là nói cổ kiếm trai này hiện tại không cần để Vân Hải Thư Viện ta vào mắt? Nếu vậy thì ta hiện tại xoay người đi ngay. Trần Đông trầm mặc một lúc, nói. Là Vân Hải Thư Viện cử ngươi đến. Dịch Lưu Phong nói. Người của thanh đạo môn không thể chết uổng, người của cổ kiếm trai ngươi cũng không thể chết uổng, chẳng lẽ người của Vân Hải Thư Viện ta thì có thể chết uổng à? Trần Đông, ta nói trước, cổ kiếm trai nếu không cho Vân Hải Thư Viện ta một cái công đạo, từ nay về sau, Vân Hải Thư Viện sẽ cự tuyệt tuyển nhận đệ tử cổ kiếm trai, không chỉ như vậy, Vân Hải Thư Viện ta sẽ đòi lại công đạo cho đệ tử đã chết của Thư Viện. Ta cũng muốn xem cổ kiếm trai ngươi có dám đồng thời khai chiến với cả Vân Hải Thư Viện ta và thanh đạo môn không? Mí mắt Trần Đông giật giật, hiện giờ giữa cổ kiếm trai và thanh đạo môn tuy rằng vẫn chưa triệt để khai chiến, nhưng đã sắp vậy rồi. Nếu lúc này Vân Hải Thư Viện tuyên chiến với cổ kiếm trai, không nghi ngờ gì nữa, thanh đạo môn lập tức sẽ khai chiến với cổ kiếm trai. Đến lúc đó, quy tắc gì cũng đều là mây bay, thanh đạo môn và Vân Hải Thư Viện này khẳng định sẽ xuất động thánh giả trảm sát Dương Diệp và tất cả thiên tài của cổ kiếm trai. Trầm mặc hồi lâu, Trần Đông nói. Vân Hải Thư Viện ngươi muốn công đạo gì? Nếu là muốn đầu của Dương Diệp thì ngươi trở về đi. Để ta đánh với Dương Diệp một trận. Dịch Lưu Phong nói. Hắn nếu chết, việc này cứ vậy chấm dứt. Nếu ta bại, việc này cũng theo đó mà chấm dứt. Nực cười. Trần Đông cười lạnh nói. Dịch Lưu Phong, ngươi đã là hoàng giả cảnh thượng phẩm, chỉ thiếu nửa bước là vào bán thánh, mà Dương Diệp mới là tôn giả cảnh, những lời này mà ngươi cũng nói ra được à? Hay là ngươi đánh với ta một trận nhé? Dịch Lưu Phong trầm giọng nói. Hắn nắm giữ kiếm vực, nhục thân có thể so với bán thánh, trong tôn giả cảnh của Vân Hải Thư Viện ta không có một ai là đối thủ của hắn, không chỉ là Vân Hải Thư Viện ta, chỉ sợ trong tôn giả cảnh của thanh đạo môn cũng không có ai là đối thủ của hắn. Nên ngươi định ỷ lớn hiếp nhỏ. Trần Đông nói. Dịch Lưu Phong trầm ngâm một lúc, nói. Thế thì cổ kiếm trai ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Nói xong, Dịch Lưu Phong xoay người bước đi. Đợi đã. Đúng lúc này, cửa phòng Dương Diệp đột nhiên mở ra. Tiếp theo Dương Diệp và hai tỷ muội Phạm Mộng từ trong phòng chậm rãi đi ra. Lúc này, Dương Diệp đã biến thành màu đen, vết sẹo trên mặt hắn cũng biến mất. Ngươi chính là Dương Diệp. Dịch Lưu Phong nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Nếu ngươi bại thì việc của Vân Hải Thư Viện sẽ chấm dứt ở đây. Nếu hắn chỉ có một mình, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới những điều này. Nhưng hắn không thể làm liên lụy đến cổ kiếm trai, tuy rằng hắn không phải đệ tử chân chính của cổ kiếm trai. Nhưng hắn cũng hiểu mình không thể cứ lừa người ta như vậy được. Cho nên, nếu có thể khiến cổ kiếm trai bớt đi chút phiền toái, hắn nguyện ý làm. Đúng. Dịch Lưu Phong nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó cổ tay khẽ động, một cái bí xuất hiện trong tay hắn, nói. Vậy đến đây đi. Tìm chỗ khác nhé. Dịch Lưu Phong nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không cần phiền toái vậy đâu, một chiêu là đủ rồi. Dứt lời, búa trong tay Dương Diệp đột nhiên bay ra, đập về phía Dịch Lưu Phong. Chủy tử đi qua đâu, không gian trực tiếp vỡ vụn từng tấc tới đó. Man thần chủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.